Dạ em chào mấy chị yêu nha. Hello mấy chị yêu, chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ nha mấy chị yêu ơi. Trời chết rồi. Cho chia sẻ rồi. Chị ơi chị chia sẻ giùm em với hai cái nít nó chặn chia sẻ hết trơn rồi. Chặn hai cái hôm qua chặn cái nay tới chặn cái nít đang like luôn. Rồi, chào mấy chị yêu nha. Hello mấy chị ơi. Hôm nay em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu nha. Mấy chị vô xem like lựa đồ với em nha mấy chị yêu. Chúc mấy chị cuối tuần vui vẻ luôn nè. Dạ rồi, em chào chị Ngọc Thiện nè, chào chị Sáu Ánh, em chào chị Nguyễn Trang. Hello mấy chị yêu nha, chúc mấy chị buổi trưa vui vẻ nha. Mấy chị hôm nay cuối tuần vui vẻ nha mấy chị ơi. Cuối tuần hôm nay em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu đây. Còn là bông xinh không nè mấy chị. Dạ rồi, em chào chị Hiền Trinh nè, chào chị Kim Ly nha. Hello mấy chị yêu. Mấy chị vô xem đông đông đi, em sẽ lên bông mới cho mấy chị xem nè. Đợi mấy chị yêu vô xem đông đông đi, em sẽ lên bông mới. Bây giờ em sẽ lên cái bộ đầu tiên là lên sale chi ân cho mấy chị yêu trước nha. Xong rồi em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu. Rồi chị nào vô xem like thì vô lựa đầu sale, đầu like em xem chị ăn cái đi rồi xong rồi lên bông mới cho mấy chị yêu lựa. Rồi em chào chị Xuân Nguyễn nè, hello mấy chị yêu nha. Rồi bộ em đang mặc này là đồ bộ cổ nữ hoàng này mấy chị, đồ bộ sale. Và đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá, bộ này hiện tại thì em sale là 90k một bộ nha. Đây cổ nữ hoàng ép đá mặc rất là sang luôn. Đầu like xem chị ăn cho mấy chị yêu 90k một bộ thôi. Rất là đẹp luôn. Cổ nữ hoàng này hiện tại thì em có từ size 1 cho tới size 6 cho mấy chị yêu luôn nha. Là từ 45 cho tới 75kg luôn. Em lên đầu like xem chị ăn cái không, em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu. Hôm nay có bông mới mặc rất là đẹp luôn. Dạ chào chị Trang, em chào chị Hoa Tím nha, chào chị Nhung Trần nha, chào mấy chị yêu. Rồi đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá, hiện tại bộ em đang mặc này là em sale 90k một bộ. Em sẽ lên bảng màu cho mấy chị yêu tham khảo. Mấy chị mặc size mấy thì comment giúp em. Mấy chị yêu mặc size mấy comment giúp em coi cái size đó còn màu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Rồi em lên cái bảng màu cho mấy chị yêu tham khảo đây. Màu em đang mặc màu này kiểu là màu màu này giống như màu măng cục vậy đó mấy chị yêu. Em có màu này sẽ là màu măng cục nè. Màu này sẽ là màu rút đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá. Bộ này em sale 90k một bộ luôn. Tay là tay phồng nha mấy chị yêu, rất là dễ thương luôn. Cái đá này mấy chị yên tâm là mấy chị về giặt, mấy giặt nó không có bị sợ xước đá đâu nha. Rồi em có màu này sẽ là màu rút nè. Màu này sẽ là màu xanh vỏ đậu, mấy màu này mặc lên tôn da lắm luôn á mấy chị. Em có màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Màu xanh lá đậm. Màu này sẽ là màu tím khuế. Rồi đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá em sale 90k một bộ. Và màu này sẽ là màu xanh coban. Em còn tất cả là 6 màu, hiện tại em có đủ 6 size luôn. Em có 6 màu. Dạ đúng rồi, sao hôm qua em bị cái đít thằng thí, bữa nay tới cái đít này nó cũng chặn luôn. Rồi, chị yêu nè, hết màu nào hoặc là mấy chị mặc size nào thì comment giúp em coi cái size đó còn những mẫu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Dạ em chào, em cảm ơn chị Phương Hồng. Vô lựa đồ xe này mấy chị yêu ơi, vô lựa đồ bộ xe một xíu đi rồi em đợi mấy chị vô đông đông em lên bông mới cho mấy chị yêu lựa nha. Hôm nay có một số bông mới mặc rất là dễ thương luôn. Rồi em lên bảng màu đồ bộ lại cho mấy chị xem nè. Em có màu này sẽ là màu xanh coban. Em có màu xanh coban, màu này sẽ là màu tím khuế. Em có màu tím khuế, màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Màu này sẽ là màu xanh vỏ đậu và màu cuối cùng sẽ là màu rút. Rồi, màu em đang mặc là màu băng cục nha. Màu băng cục này hiện tại thì em chỉ còn size 1, em còn size 1 và size 6 nè. Chị yêu nào mặc size 6 thì sẽ là 100k một bộ nha. Còn chị yêu nào mặc từ size 1 tới size 5 sẽ là 90 thôi. Đồ bộ xe chỉ có 90k một bộ với chị yêu ơi, quá rẻ luôn.
Hàng sale thì em sẽ không miễn ship nha mấy chị yêu. Ship đồng bên em đồng giá sẽ là 25k. Rồi chị yêu nào hết đồ bộ thì vô lựa đồ bộ với sale với em, 90k một bộ. Rồi tiếp theo cổ nữ hoàng thì em sẽ lên cổ nữ cổ tròn cho mấy chị yêu luôn nè. Đồ bộ cổ tròn ép đá, cái này em cũng sale 90k một bộ luôn. Rồi em có màu này sẽ là màu ruốc. Em có màu ruốc, màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Màu này sẽ là màu đỏ. Màu này sẽ là màu xanh Cuban. Và màu cuối cùng sẽ là màu hồng. Màu hồng này em còn một cổ nhất size 5. Chị yêu nào mặc size 5 thích màu hồng ngọt ngào đây. Bộ cổ tròn ép đá, bộ đó sale 90 luôn. Rồi em có màu này sẽ là màu xanh Cuban nè. Dạ cảm ơn chị Trang nhiều. Màu này sẽ là màu đỏ, cảm ơn chị Trang nhiều. Màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Và màu cuối cùng sẽ là màu ruốc. Rồi đây là bảng màu đồ bộ cổ nữ hoàng ép đá. Ủa cổ tròn ép đá chứ, em sale 90k một bộ cho mấy chị yêu luôn. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem. Em sẽ lên cái bộ qua đây, em có bà ba bộ thiêu. Bà ba bộ thiêu hiện tại thì em còn hai bộ duy nhất. Em cũng sale 90k một bộ luôn. Chị yêu nào thích đồ theo thì vô thử đồ thiêu với em. Đây hiện tại thì em còn hai bộ duy nhất hai size. Màu xám lông chuột này em còn size 3. Xám lông chuột này em còn size 3 nha. Chị yêu nào mặc size 3 hốt vào này đi mấy chị ơi. Cái thiêu này mặc rất là đẹp luôn. Viền, thiêu là thiêu viền nè. Hiện tại thì em còn hai size là size 5. Rồi chị yêu nào mặc size 5 em có màu này sẽ là màu đỏ. Đỏ này kiểu như đỏ rượu nho mấy chị yêu. Cái màu này mặc lên rất là đẹp luôn. Bộ này thì em còn size 5, em sale 90k một bộ. Rồi bộ này size 3. Chị yêu nào mặc size 3 thì em còn một bộ size 3. Màu này sẽ là màu xám khói nha. Cái thiêu này mặc lên rất là đẹp luôn, 90k một bộ nha. Rồi ai hết thiêu thì vô đội thiêu với em. Rồi em sẽ lên tiếp bộ chữ tâm nha. Bà ba bộ chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề. Mấy cái bộ chữ tâm này mấy chị mua đi chùa, đi núi, đi lễ đồ rất là đẹp luôn. Cũng có 90k một bộ luôn. Chữ tâm thiêu kết hợp với lá bồ đề. Nút là nút sẽ đóng một chai nha. Áo là áo chồng cổ mấy chị mặc, nó không có bị sợ là quần hai đâu. Đây rất là kín đáo luôn. Mình đi núi, đi chùa, đi lễ đồ rất là đẹp, là sang luôn á. Rồi em có màu này sẽ là màu da bò nè. Em có màu da bò. Màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Cái này hiện tại thì em còn size 1, size 2 và size 6 thôi mấy chị yêu. Này hiện tại còn size 1, size 2, size 6 nè. Chị yêu nào thích cái bộ chữ tâm đi chùa này thì lên lựa với em nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên, chị nào muốn săn đồ bộ sale. Ai muốn săn đồ bộ sale thì vô comment giúp em. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem. Một cái bông mới cổ nữ hoàng rất là đẹp luôn. Quá bông. Em có được mấy bông cổ nữ hoàng mấy chị, bông rất là xinh luôn. Đây, bông quá xinh luôn. Tiếp theo là bông này nữa nè. Cổ nữ hoàng, áo lẻ nha. Cái này thì mấy chị có thể kết hợp với quần trắng, quần đen hoặc là quần màu tùy sở thích mấy chị. Quần lẻ bên em thì luôn có sẵn cho mấy chị, là em sẽ có quần trắng, quần đen. Có quần ống nhỏ, ống rộng luôn. Quần nào thì cũng là 60k nha mấy chị yêu. Mấy cái bông này mặc lên rất là dễ thương luôn. Cái này là cổ nữ hoàng tay phòng này mấy chị yêu. Cái này là thun lưới. Thun lưới mặc nó sẽ mát nha. Thun lưới mặc mát lắm mà nó co giãn thoải mái. Cái vải nó mịn nữa. Đây. Rồi tiếp theo. Mấy cái này mấy chị mặc với quần quần màu nguyên bộ rất là đẹp luôn. Đây này mấy chị. Xinh quá, quá xinh luôn. Rồi em sẽ mặc cho mấy chị yêu xem. Em sẽ lên cho mấy chị yêu xem nha. Đây em sẽ mặc nguyên bộ đỏ cho mấy chị xem bông đỏ nè. Cái áo này sẽ là 70k một cái nha. Cái này là cổ nữ hoàng thun lưới. Rồi em sẽ lên cái bông mới cho mấy chị yêu lựa 70k một cái thôi.
là cổ nữ hoàng tay phồng như mấy chị yêu, thun là thun lưới mặt nó sát rất là mềm mại, rất thoải mái luôn. Cái này mặc với quần nguyên bộ rất là đẹp luôn nè. Rồi bộ em đang mặc đây, xinh quá mấy chị yêu ơi. Cái này áo là 70k một cái nha, quần là 60k một cái, một bộ sẽ là 130. Mấy chị muốn mua áo kết hợp với quần màu đây, nguyên bộ này mấy chị, xinh quá. Bông đỏ nè, rồi em sẽ lên bông cho mấy chị yêu lựa nha. Rồi nguyên em bộ em đang mặc chỉ có 130.000 thôi. Đồ bộ cái này là cổ nữ hoàng thun lưới nha mấy chị yêu. Quần thì sẽ kết hợp với quần màu hoặc là quần trắng, quần đen tùy hết mọi người. Bộ em đang mặc hiện tại là 130.000 một bộ. Mấy chị yêu mua 4 áo thì em sẽ miễn ship nha. Mua 3 áo một quần miễn ship, hoặc là 2 áo 2 quần thì em sẽ miễn ship nha. Còn lại thì bên em ship đồng giá sẽ là 25k. Rồi chị yêu nào thích cái áo em đang mặc, áo em đang mặc cái này sẽ là bông đỏ nè. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông đỏ. Rồi cổ nữ hoàng thun lưới nha, cổ nữ hoàng tay phồng. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông đỏ. Tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông cam. Đây bông này bông đỏ đi. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông đỏ nè. Bông đỏ này hiện tại thì em sẽ có đủ size cho mấy chị yêu luôn. Đây cổ nữ hoàng, đây cổ nữ hoàng mấy chị yêu, thun lưới cổ nữ hoàng nè. Tiếp theo em có cái này sẽ là bông xanh, cái em đang mặc là bông đỏ nha. Cái này thì mình có thể kết hợp với quần, quần màu. Đây áo này là 70k một cái, quần là 60k một bộ 130. Ai muốn mua áo lẻ thì có 70 thôi. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông xanh nha. Lá này là lá trúc nè mấy chị yêu, mặc lên rất là dễ thương luôn. Đây em có cái này sẽ là lá trúc. Rồi em cảm ơn chị Vivi đã follow em nha. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông xanh. Cái này là thun lưới nha mấy chị yêu, vẫn co dạng thoải mái luôn. Và cái này comment giúp em, ai thích này comment giúp em là sơn thủy nha. Rồi em sẽ treo mã lên cho mấy chị yêu dễ lựa. Đây cái bông đỏ này mấy chị kết hợp với quần màu nguyên bộ nè, dễ thương lắm mấy chị yêu. 70k một áo thôi, thun lưới hết. Rồi tiếp theo mình mặc thun lưới đi, rất là mát luôn. Mua nguyên bộ mặc rất là sang luôn á. Rồi mấy chị yêu vô lựa áo với em nha. Rồi em có cái này sẽ là mã, này sẽ là mã để em treo mã lên cho mấy chị dễ yêu, mấy chị yêu dễ lựa nha. Mấy cái bông này em có tới size 6 luôn. Đây mấy cái mã bông mới cho mấy chị yêu luôn. Rồi em chào chị Nguyễn Tươi nè, chào chị Bảo Bói, hello mấy chị yêu nha. Rồi đợt áo cổ nữ hoàng, cổ nữ hoàng thun lưới nha. Cái này thì là 70k một cái, bông mới nha em luôn, bông mới luôn nha mấy chị yêu ơi. Đây mấy cái bông này mặc với quần màu rất là đẹp luôn. Rồi bông này xinh quá mấy chị yêu. Đây em có bông này xinh quá. Rồi chị yêu nào thích mã em đang mặc, mã này sẽ là mã 45 ha. Chị yêu nào thích mã em đang mặc, mã bông đỏ sẽ là mã 45. Rồi tiếp theo em còn sẽ 5 cái bông nữa, bông nào cũng dễ thương hết trơn mấy chị yêu ơi. 70k một cái thôi, quần là 60k, một bộ sẽ là 130 nha. Cái này là cổ nữ hoàng thun tay phồng nha mấy chị yêu. Cái này là thun lưới nha. Rồi chị yêu nào thích mã em đang mặc, mã này sẽ là mã 45. Mã này hiện tại thì cái này là áo lẻ nha, cái này em sẽ kết hợp với quần màu. Chị yêu nào muốn kết hợp với quần màu thì em sẽ có quần màu cho mấy chị luôn. Quần màu thì sẽ là 60k một cái nha. Rồi chị nào hết cái này comment giúp em hả? Em mừng nha. Ok. Dạ. Còn mấy cái bông mình nè. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 56. Em có mã này sẽ là mã 40. Đây cổ nữ hoàng thun lưới bông mới này mấy chị yêu, rất là đẹp luôn. Cái này thì mấy chị kết hợp với quần màu hoặc là quần trắng quần đen cũng được nha. Hả? Cho coi tiếng size 4.
tím size 4. Chị Hiếu hẳn là cái này á hả chị yêu? Phải cái em mới giơ lên không? Dạ cái này là cổ tim nha, cái này hiện tại thì em còn size 3 thôi chị yêu ơi. Ừ, cái bông này là bông mới luôn nè, rất là dễ thương luôn. Cái này hiện tại thì em còn size 3 thôi, cái này sẽ là 70k một cái nha. Cái này là thun lưới co giãn mấy chị, bận thoải mái lắm. Thun lưới mặt rất là mềm mịn luôn. Dạ em cảm ơn chị Tiền đã follow em nha, em cảm ơn chị yêu. Rồi, chị nào mặc size 3 thích mã này chốt mã 38 giúp em. Cái này là cổ tim thun lưới nha. Đây là bông mới nha em luôn, 70k một cái thôi. Trời cái bông tím này dễ thương quá mấy chị yêu. Mặc lên tôn da cực kỳ luôn. Rồi ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em. Mã này sẽ là mã 38. Hiện tại thì em chỉ còn duy nhất size 4. Ủa size 3 thôi. Cái này là cổ tim nha, em có size 3. Rồi tiếp theo có cổ vuông nữa nè. Trời cái này đóng nút 2 nút luôn. Xinh quá, mấy cái bông này vô hốt với bông mới mấy chị yêu ơi. Cái này là thun lưới bông mới nha em nha mấy chị yêu. 80k một, ủa 70k một cái thôi. Chỉ có 70k một cái thôi, toàn là bông xinh lắm luôn. Ờ cái này là mã 59 nè, cái này là cổ vuông tai hồng dễ thương lắm luôn. Rồi tiếp theo. Bông này cũng dễ thương là bông hồng nữa nè. Rồi mấy chị mặc xoay máy comment giúp em giơ cái bông cho mấy chị yêu lựa nha. Toàn là bông mới dễ thương không luôn mấy chị yêu. Quá dễ thương luôn. Tranh thủ hốt đi. 70k một cái thôi, cổ vuông tai hồng bông mới luôn. Rồi tiếp theo cái mã này, bông này sẽ là bông này nữa nè. Này size 4 nè, size 4 thì em còn được bông xanh. Size 4 thì em có bông xanh này nha. Cái này là toàn là bông mới không luôn mấy chị yêu. Trời ơi cái bông này xinh quá. Đây em cận cảnh cho mấy chị coi xem, bông rất là đẹp luôn. Cái này là thun lưới nha. Ê cái bông này sao nó làm đẹp quá dữ vậy trời. Làm sắc sảo quá trời luôn á. Rồi, đây là những mẫu thun lưới bông mới nha em sẽ lên mã cho mấy chị xem. Em có cổ nữ hoàng, có cổ tim, có cổ vuông luôn. Cổ tim, cổ vuông, cổ nữ hoàng. Ai thích mã nào comment giúp em. Rồi, chị yêu nào em sẽ, chị yêu nào thích cái mã em đang mặc, mã này sẽ là mã 45 nha. Đây là áo lẻ bông mới nhà em. Nên là mấy chị mặc mua áo lẻ thì là 70, quần là 60. Quần thì em sẽ có quần trắng, quần đen, có quần cũng nhỏ, rộng luôn, có quần màu luôn. Chị nào thích mặc áo bông kết hợp với quần màu thì cứ nhắn em sẽ kết hợp quần màu cho. Rồi chị yêu nào thích cái mã em đang mặc, mã này sẽ là mã 45 nha. Em có mã này sẽ là mã 35. Lá trúc này mấy chị yêu rất là dễ thương luôn. Rồi cái lá trúc này xinh quá, em có mã 35. Mã này sẽ là mã 67. Cái này là cổ nữ hoàng nha. Thun lưới cổ nữ hoàng, em có mã này sẽ là mã 67. Mã này sẽ là mã 74 nè mấy chị yêu. Đây em có mã này sẽ là mã 74. Mã này sẽ là mã 59 nha. Mã 59 này thì sẽ là cổ vuông nha. Thun lưới bông mới, nút ngọc trai, hai nút luôn, rất là dễ thương. Rồi em có mã này sẽ là mã 59 nè. Mã này sẽ là mã 24. Trời ơi cái mã 24 bông này dễ thương xỉu luôn mấy chị yêu. Cái này là 70k một cái thun lưới bông mới nha. Rồi đây cái thun lưới mặt co giãn mát luôn, mềm mịn luôn. Rồi ai thích cái này chốt mã 24 giúp em. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 34. Mã 34 này cũng là thun lưới luôn, cổ vuông tai hồng này mấy chị. Trời ơi rất là dễ thương luôn. Và cái cuối cùng, ủa đâu, mã này sẽ là mã 56. Mã 56 là cổ nữ hoàng nha. Mã này sẽ là mã 40. Trời ơi mấy cái bông này xinh quá. Và mã này em có một mã cổ tim duy nhất là size 3 nè. Chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là bông tím nha, size 3 nè. Size 3 thích cái này 38 đi. Ai thích cái này comment giúp em là mã 38. Rồi đây là những mã thun lưới bông mới nè em nha. Mã em đang mặc sẽ là mã 45 nha. Rồi ai thích cái bông mới này thì vô lựa với em mấy chị yêu ơi. Đây cái mã em đang mặc cái này sẽ là 70k một cái.
Rồi, chị yêu nè, hết bông nào thì cầm hay giúp em nha. Thun lưới bông mới này mấy chị yêu ơi. Cổ nữ hoàng mặc rất là sang luôn. Cái này mình mặc nguyên bộ cũng đẹp, mặc quần đen hay quần trắng gì cũng đẹp nữa. Quần là 60k một cái. Mấy chị hết quần nào thì em sẽ lên quần đó cho mấy chị yêu nha. Rồi, em sẽ lên lại cho mấy chị yêu tham khảo một lần nữa. Chị yêu nào hết bông em đang mặc thì cái này sẽ là mã này sẽ là mã 45 nha. Em có mã 45. Mã này sẽ là mã 40. Đây, em có mã này sẽ là mã 40 nha, cái này cổ nữ hoàng nha. Đây, mã 40 bông mới nha em. Mã này sẽ là mã 56. Em có mã này sẽ là mã 56. Mã này sẽ là mã 35. Em có mã 35, mã này sẽ là mã 67. Mã này sẽ là mã 74. Mã 59. Mã này sẽ là mã 24, đây là cổ vuông nha. Mã này sẽ là mã 34. Chói người ta. Đâu mà thấy vô vậy? Hello, chiều nay về nè Mập ơi. Rồi chị nè, hết cái này comment giúp em là mã 38 nha. Cái này là cổ tim nha. Cổ tim này thì là 30. Mã này sẽ là mã 38, cái này là thun lưới bông mới nha. Rồi ai thích cái thun lưới bông mới thì vô lựa với em nha mấy chị yêu. Rồi em chào chị Xây Lê nè, chào chị Giang Trực. Mấy chị yêu vô lựa bông mới nha. Ai muốn lựa bông mới thì vô lựa bông mới với em. Đây có hàng sale có bông mới cho mấy chị yêu lựa luôn. Áo này thì mấy chị, áo này thì mấy chị có thể kết hợp với quần trắng, quần đen thì sẽ hết mấy chị nha. Quần bên em thì luôn có sẵn cho mấy chị là quần trắng hoặc là quần đen hoặc là quần màu cũng được nữa. Đây em sẽ kết hợp với quần đen cho mấy chị yêu xem. Đây quần đen, quần đen cũng rất là đẹp luôn, xinh lắm luôn. Cái này là cổ nữ hoàng nha, thun lưới này mặc nó sẽ co giãn. Rồi em chào chị Tấn Phát nè, hello mấy chị yêu nha. Rồi lên bông mới, lựa bông mới với em mấy chị yêu ơi. Em sẽ lên lại cho mấy chị yêu xem một lần nữa. Ai mặc size nào thì comment chiều cao cân nặng đi, em sẽ tư vấn size cho. Ai không biết mặc size nào cứ việc lên chiều cao cân nặng tư vấn size cho nha. Rồi cái này là cổ nữ hoàng thun lưới bông mới nha em. Cái này là 70k một cái. Dạ em chào chị My Nguyễn, chào chị yêu. Hello chị yêu nha. Vô lựa bông mới với em mấy chị yêu ơi. Thun lưới bông mới này là 70k một cái thôi. Rồi chị yêu nè, hết mã em đang mặc, mã này sẽ là mã, mã em đang mặc sẽ là mã 45 nha. Em có mã này sẽ là mã 67. Em có mã 67, mã này sẽ là mã 35. Cái này là lá che nè mấy chị yêu. Mặc lên rất là dễ thương luôn. Mã này sẽ là mã 35. Mã này sẽ là mã 56, cổ nữ hoàng thun lưới nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 56. Mã 56. Mã này sẽ là mã 40. Hello chị My ơi, chị My. Mã này sẽ là mã 74. Đây là những nha. Cái thun lưới bông mới nha mấy chị yêu, cái này là cổ nữ hoàng nha. Rồi cổ nữ hoàng em vô lại nè, mã này sẽ là mã 74. Em có mã này sẽ là mã 40. Mã 40, mã này sẽ là mã 56. Mã 35 và mã cuối cùng sẽ là mã 67. Rồi đây là những cổ nữ hoàng ha. Rồi tiếp theo em sẽ có cổ vuông. Cổ vuông em có mã này sẽ là mã 34 nè. Cái này là cổ vuông tay phòng nha. Nút là nút 2 nút luôn á. Nút đóng một chai 2 nút luôn. Rồi em có mã này sẽ là mã 34 nha. Mã 34. Mã này sẽ là mã 24 nè. Trời ơi cái bông hồng rất là dễ thương luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 24. Em có mã này sẽ là mã 59. Đây size 4. Ủa quên cái này size 2 chứ. Rồi em có mã này sẽ là mã 59. Mã này sẽ là mã 28. Em có mã 28. Rồi đây là những mã cổ vuông ha. Bộ đằng sau màu tím bao nhiêu vậy? Ký à, chị cao bao nhiêu, chị nặng bao nhiêu vậy chị Hồng Thắng? Bộ này là size 5 đó chị yêu. Bộ này hiện tại thì em sale là 90k một bộ. Cái này không phải màu tím nha. Cái này là màu đỏ, kiểu như đỏ rượu đó chị yêu, chứ không phải màu tím.
Chị cao bao nhiêu, chị nặng bao nhiêu, em tư vấn size cho cái này đây, đang là size 5. Bật này, cái này là size 5 nha. Sáu mươi hai ký một mét, 61 mặt size 3 đi chị yêu ơi. Size 3 thì hiện tại cái màu đó em hết trơn rồi. Em chỉ cái bộ đó hiện tại thì em chỉ còn hai bộ, nhất hai bộ hai size luôn á. Cái màu đó em hết rồi, hiện tại em còn màu này sẽ là màu xám nè. Xám này sẽ là xám khói nha. Bộ này là bữa giờ rớt là nhiều chị hết luôn. Bộ này hiện tại thì em cũng sale là 90k một bộ luôn á chị yêu. Đây nó cũng giống y chang hàng nhưng mà khác màu thôi. Bộ này hiện tại là sale là 90k một bộ. Cái này là xám nha, xám này sẽ là xám khói, mặc lên rất là sang luôn. Viền là viền thiêu nha, cái này mặc lên cực kỳ đẹp luôn. Cái này hôm bữa em có rất là nhiều luôn á, nhưng mà mấy chị săn xem hết là chỉ còn một bộ dưới size 3 luôn. Hết cái này comment giúp em là xám lông chuột nha. Cái này mình mua về mình đi núi, đi chùa, đi lễ rồi cũng rất là đẹp nè mấy chị, mặc lên sang lắm luôn á. Đây, thiêu này là thiêu trực tiếp bên trong, nên cái đường chỉ nó rất là nén, rất là đẹp luôn. Mấy chị nhìn nè, nén nào nét đó nha. Nút là nút đóng ngọc trai, mấy chị chồng cổ nha, mấy chị mặc nó sẽ không có bị sợ lộ vùng hai đây. Nút bên em, đa số bên em tất cả hàng đều là hàng chồng cổ nha, không có phải nút dài nha. Nên là mấy chị yên tâm, mấy chị đừng có sợ nó bị lộ vùng hai thiệt sự luôn. Mặc cái này nó rất thoải mái luôn. Xem bộ khác hả? Chị muốn xem, chị mặc size 3 đúng không? Size 3 thì bây giờ em sẽ có cổ cổ tròn, cổ nữ hoàng. Chị muốn xem đồ bộ hả? Đồ sale quá hả? Em có cổ tròn, cổ nữ hoàng, cổ tim giáp đá, chị muốn xem mẫu nào? Em có ép đá nè, ép đá giống như những mẫu như vậy. Ép đá là cổ tim này em cũng sale 90k một bộ luôn. Cổ tim này em sale 90k. Rồi cổ tròn này hết size 3 rồi. Cổ nữ hoàng này em cũng sale 90k một bộ luôn. Chị muốn xem mẫu đồ bộ nào em dơ cái bảng màu cho chị xem. Hoặc là cái bộ quần dài ống rộng giả váy, bộ sale này. Quần dài ống rộng giả váy, cái này mặc lên cực kỳ sang luôn. Bộ này em cũng sale 90 luôn. Đây. Rồi chị yêu muốn xem mẫu đồ bộ nào em dơ cho chị xem. Còn em đang mặc hiện tại bộ này thì sẽ là 130.000 một bộ. Cái này là thun lưới bông mới nha em. Mình có thể mua áo lẻ. Áo lẻ là 70, quần là 60, bộ 130. Cái này thì mình có thể kết hợp với quần màu cũng được. Đi chùa phải không? Đi chùa em tên cái này đồ lam nè được không? Rồi đồ lam đi chùa 60kg size 3. Rồi ok đợi em xíu. Đồ lam đi chùa size 3 hiện tại em còn có màu nhất thôi chị yêu. Bộ này em cũng sale 90 luôn. Size 3 thì em còn có màu, size 2 thì còn được mấy màu chứ size 3 hết rồi. Size 3 đừng còn được có một màu à. Size 3 em màu này đi chùa rất là đẹp luôn. 62kg bằng size 3 đi chị yêu. Chị bằng size 3 vừa. Rồi. Đây màu này sẽ là màu kiểu như màu màu nâu á, nâu màu da bò á, màu nâu nó bò á chị yêu. Đây bộ này đi chùa rất là đẹp luôn. Bộ này em sale 90k một bộ. Hàng sale là em không miễn ship nha. Ship bên em đồng giá sẽ là 25k. Rồi, thích cái này comment giúp em là nâu đi. Nâu, bộ này em sale 90k một bộ nha. Thì sự là tại vì cái này đang lẻ sai nên là hàng sale chi âm cho mấy chị yêu luôn á. Lâu lâu mới có dịp sale nha, 90k một bộ thôi. Đây, chị yêu nè. Rồi, size 3 thì có mẫu đó thôi chị. Có đồ lam hoặc là chữ tâm thôi. Chữ tâm thì em hết size 3 rồi. Chữ tâm hiện tại thì em còn bộ này. Đây bộ này size 2. Bộ này còn size 2 thôi chứ không còn bộ nào hết trơn á. Hoặc là chị mua trơn. Trơn thì mua bà ba trơn, và bà trơn thì 70 thôi. Bà ba trơn thì 70 chị yêu. Đi chùa thì mua mấy cái áo trơn chị mặc với quần đen cũng đẹp. Áo trơn bên em thì là 70k một cái, quần là 60k, bộ là 130 nha. Còn cái bông mới em đang mặc cái này là thun lưới bông mới đó mấy chị. Đi chùa thì chỉ có đồ lam với lại đồ chữ tâm thôi chị, chứ không có nào khác hết trơn á. Đi chùa là có chữ tâm với đồ lam thôi chứ đâu có đồ nào khác nữa đâu. Rồi chị yêu này thích thun lưới bông mới thì vô lưỡi với em mấy chị yêu ơi, 70k một cái thôi. Ai thích cái bông em đang mặc thì mã này sẽ là mã 45 nha. Rồi em có mã này sẽ là mã 45 nè. Em lên lại mẫu mã lại cho mấy chị xem ha. Mã này sẽ là mã 67. Đây lá trúc này mấy chị yêu, lá tre nè. Mặc dễ thương lắm. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã 67 nha.
mã 67, em có mã này sẽ là mã 35, em có mã 35, mã này sẽ là mã 56. Cái này là cổ nữ hoàng thun lưới nha, bông mới nhà em 80k một cái. Mã này sẽ là mã 56 nè mấy chị yêu. Đây, ai thích cái này chốt giúp em mã 56. Em có mã này sẽ là mã 40. Đây, em có mã này sẽ là mã 40. Mã này sẽ là mã 74. Mã em đang mặc sẽ là mã 45. Rồi, đây là những mã cổ nữ hoàng nha. Ai thích cổ nữ hoàng bông mới thì vô lựa với em 70k một cái thôi. Rồi, ai vô thích hàng sale, em có áo lẻ sale luôn. Áo lẻ sale thì em sale là 55k một áo, hai áo sẽ là 100k. Rồi, em chào chị Cẩm Lon. Đồ bộ thì em sale chỉ từ 90k một bộ thôi. Hàng sale là em không bị xếp, còn hàng thường giống như em đang mặc là bông mới thì em xếp bên em. Mấy chị mua 4 áo thì miễn xếp, mua 3 áo một quần miễn xếp, hoặc là 2 áo 2 quần thì là miễn xếp nha. Có nghĩa là 2 bộ á. Rồi tiếp thì em sẽ lên cổ vuông cho mấy chị yêu xem nè. Em lên cổ vuông. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 59 nha. Đây, ai thích cái này comment giúp em là mã 59. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 24. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 24 nè. Mã 24 còn size 2 cho mấy chị yêu luôn. Mã 59 này còn size 2 luôn nè. Trời ơi, cái này dễ thương quá. Bông này dễ thương quá mấy chị. Cổ vuông tay phồng thun lưới nè. Mặc co dạng thoải mái luôn. Đây, cái bông này xinh quá nè. Mặc lên xinh xỉu luôn. Rồi, mã này sẽ là mã 34. Ai thích cái này comment giúp em là mã 34. Mã 34 này có size 4 nè. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 38. Mã 38 em còn size 3. Size 3 này là cổ tim thun lưới nha. Ai thích cái này comment giúp em là mã 38. Rồi em có mã này sẽ là mã 34. 34 nè, 34 còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Rồi ai thích cái này hả? Dạ, cái này là áo là 70k một cái, quần là 60k một bộ là 130 nha chị Cẩm Lon. Chị mua áo lẻ thì là 70 thôi, còn chị muốn kết hợp với quần màu thì em sẽ có quần màu cho chị luôn. Quần màu bên em thì cũng là 60k một cái, bộ 130 nha. Cái này là thun lưới nè chị yêu. Mình mặc size mấy lên, chiều cao cân nặng đi em tư vấn size cho. Bông này bông mới mặc lên rất là dễ thương luôn. Mấy cái bông này mặc lên dễ thương lắm mấy chị. Nó không có bị quá sáng, không có bị qua lá hẹ đâu nha. Mặc lên đẹp lắm luôn. Mã em đang mặc là mã 45 nè. Đây, xinh quá, quá xinh luôn. Cái bông này cũng dễ thương nè. Đây, bông này dễ thương quá. Mã này cũng mặc xanh năm. Rồi, ai thích cái nào thì comment giúp em. Ai muốn săn đồ sale thì vô lựa đồ sale với em nha. Mấy chị yêu muốn mặc đồ sale thì vô lựa đồ sale với em áo nè. Áo em mặc có size to không? Dạ, size mấy chị yêu? Dạ, chị Hoa Hồng, chị muốn size mấy nè. Chị mặc size mấy? Lên chiều cao cân nặng đêm tư vấn size cho. Mấy chị lên size đi rồi em lên bông cho mấy chị yêu lựa. Mấy chị yêu chỉ cần lên size thôi. 65kg mặc size 4 nha chị yêu. 65kg mặc giúp em size 4 đi. Chị mặc size 4 nha. Size 4 hiện tại cái bông này em hết rồi. Nhưng mà size 4 em còn nhiều bông. Mấy cái bông đẹp nè, để em dơ cho chị xem ha. Size 4. C4 hiện tại em còn mã này sẽ là mã 67 nha chị Hoa Hồng. Đây, cái này cũng là thun lưới bông mới luôn á chị yêu. Rồi cái này là lá chút nè. Cái này thì mấy chị có thể kết hợp với quần màu nha. Chị yêu nào hết quần màu thì em sẽ có quần màu cho mấy chị luôn. Hoặc là quần trắng, quần đen, quần nào cũng 60 nha. Rồi C4 em còn mã này sẽ là mã 67 nha. Cái này sẽ là cổ nữ hoàng chị yêu. Mã 67. Mã này sẽ là mã 74 nè. Đây, cái này là cổ nữ hoàng mã 74 2. Cổ nữ hoàng còn size 4 còn 2 mã, đó là mã 67 và mã 74 nha. Rồi tiếp theo, size 4 là em có cổ vuông cho chị yêu luôn. Đây, ai thích cái này comment giúp em là mã 3, size 4 nha. Cổ vuông tay phồng,
thích cái này comment giúp em là mã 3. Rồi size 4 em có mã này sẽ là mã 28 này, cái bông này cũng tương tự như cái bông em mặc này chị Hoa Hồng. Đây mã này sẽ là mã 28 size 4 nha. Size 4. Rồi tiếp theo cái này cũng là cổ vuông luôn. Thích cái này comment giúp em là mã 34. Rồi size 4 thì em còn những mã đó, thun lưới bông mới nhà em. Mã 34, mã này mã 38. 28 chứ, và mã này sẽ là mã 3. Rồi chị muốn xem loại mã nào chị comment em dơ cho chị xem nha. Mấy chị muốn xem loại mã nào cứ việc comment em dơ cho mấy chị xem. Thích mã nào thì comment giúp em nha. À, mã em mặc em mang còn size 2 thôi chị yêu ơi. Hết size 4 rồi. Em hết size 4 rồi. Hoặc là size 5 em có cái bông này đẹp nè. Thích bông này không? Đây. Size 4 là bông em đang mặc hiện tại còn size 2 thôi ạ. À. Hết size 4 rồi. Có cái bông này size 5 cũng đẹp nè. Thích bông em đang mặc hả? Bông em đang mặc còn size 2 thôi à chị yêu ơi, tiếc ghê. Bông nó cũng y chang nhau hả? Nó cũng tương tự là nó cũng kiểu như là một nhớt bông nhá. Cũng là cổ nữ hoàng. À dạ có, quần này co giãn chị yêu. Quần này là thun lai dông, nó dày mà nó co giãn. Chị muốn quần trắng, quần đen hay là quần màu em cũng có cho chị luôn. Ví dụ mà chị lựa cái bông nào mà chị muốn quần màu nào á, em kết hợp cho. Nói chung là quần màu em có nhiều đó. Đây quần này là quần áo co giãn chị. Cái này là thun lưới mà. Thun lưới mà nên là chị bận co giãn lắm, thoải mái mát. Tại vì thường em bận size 1 nè, em bận size 2 nhìn nó hơi rộng xíu. Size 2 em phải bóp eo nha. Tại vì bình thường size 1 em cũng đã bóp eo rồi nên size 2 em phải bóp eo. Để em thôi nhìn nó lỏng lẻo lắm. Áo là nói chung là tất cả bên em đều là co giãn hết. Nhưng mà cái này mấy chị mua về mấy chị giặt, mấy chị đừng có sợ nó bị kiểu như vải nó co rút nha. Không có đâu mấy chị. Cái này là thun lưới xịn sò nha, hàng hồi hộp nha. Thế chị mặc 60kg vừa sai em? À dạ không, chị 60kg là chị phải mặc tầm size 3. Ủa hồi nãy chị nói chị 65kg mà. Ủa chị là chị nhiêu ký? Nếu mà 65kg thì mặc size 4, còn 60kg thì mặc size 3 chị yêu. Còn cái áo của em thì chị mặc khoảng tầm 57, em nghĩ là tầm 57-58kg trở lại là vừa ha. Size 3 chị cao nhiêu? Nếu mà chị có eo quá thì em sợ chị mặc. Nếu mà không có eo luôn á nha, không có eo thì mặc nó hơi ôm. Còn có eo là không vừa chị yêu ơi. Size 2 là không vừa. Thích cái bông em đang mặc hả? Cái bông này size 2, nếu mà khoảng tầm eo bé hả? 60kg hả? À, eo bé cho chị, em nghĩ là vừa nhưng mà hơi ôm nha. Nếu mà có eo là không vừa luôn, nhưng mà có eo thì không có. Bởi vì có eo là không vừa luôn, còn có không có eo á thì là sẽ nó phải hơi ôm. Tại vì thôi em nghĩ khoảng tầm 57-58kg độ lại thì chị sẽ vừa đó. Nhưng mà 60kg em sợ hơi ôm chị yêu ơi. Nếu mà chị hít quá thì chị về chị chỉ khó bóp bên lại giùm em xíu cũng được. Chịu khó bóp bên lại cũng được. Cái áo này chị kết hợp với quần đỏ cũng rất là đẹp nha. Đây quần đỏ nè. Hồi nãy em mặc với quần đỏ mà tại em mới cởi ra. Nè quần đỏ nguyên quần nè chị yêu. Nguyên bộ rất là đẹp luôn á. Cái này thì kết hợp với quần đỏ. Hồi nãy em mặc quần đỏ là tại vì em mới cởi ra. Nè thấy không, đẹp luôn. Để mặc quần đỏ cho mấy chị coi. Quần nguyên bộ vô thì mặc nó sang. Còn ai muốn mua áo lẻ thì có áo lẻ luôn. Nè nguyên bộ nè 130 thôi. Rất là rẻ luôn. Ship bên em đồng giá sẽ là 25k mua hai bộ miễn ship. Tại vì phải thay ra thay vô cho mấy chị biết mấy chị thích cái quần nào mấy chị phối mà. Nếu mà chị thích quá thì chị về chị chịu khó bóp ben lại giùm em chị yêu. Ủa gì? Tháo cái ben ra tại vì em tới 4 cái ben đã. Mà em tới 4 cái ben lại chịu khó là nới ben gan xíu là chắc là vừa, nếu không có eo là vừa. Rồi em sẽ lên lại cho cái bông cho chị lựa nha. Mẫu em đang mặc cái này, mã này sẽ là mã 45 nha. Ai thích cái này comment giúp em là mã 45.
Em có mã này sẽ là mã 40. Đây em có mã này sẽ là mã 40. Mã này sẽ là mã 35. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em mã này sẽ là mã 35. Rồi em có mã này sẽ là mã 74. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 74. Rồi em có mã này sẽ là mã 67. Đây chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 67. Em có mã này sẽ là mã 56. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 56 nha. Cái này là cỏ nữ hoàng tay phòng thun lưới mấy chị yêu, 70k một cái thôi. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 59 nè, cổ vuông tay phòng mấy chị rất là dễ thương luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã 59. Em có mã này sẽ là mã 24 nha. Mã này sẽ là mã 24 mấy chị yêu. Đây em có mã này sẽ là mã 24. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 34. Mã 34 này là cổ vuông tay phòng nha. Tiếp theo mã 34. Rồi em có mã này sẽ là mã 28. Mã 28 này là cũng là cổ vuông tay phòng luôn. Chết bà. Mã 28 nè. Mã 28 là cũng là cổ vuông tay phòng luôn. Rồi mấy cái bông này toàn là bông dễ thương không luôn mấy chị ơi. Tranh thủ hốt đi. Rồi tiếp theo em có cái cổ tim bông mới nè. Cái này còn được cái size 3. Ai thích cái này comment giúp em là size 738 đi mấy chị, size 3. Rồi ai thích bữa có mấy chị thích cổ nữ hoàng nè, vô đây lựa cổ nữ hoàng với em mấy chị yêu ơi. 70 thun lưới bông mới 70k một cái thôi. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị hàng sale nha. Ai thích mẫu sale nào thì vô lựa đồ sale với em. Áo lẻ là em sale là 55k một áo, hai áo là 100k. Hàng sale là em không miễn ship nha. Em có sale từ 45 cho tới 60kg luôn. Ủa 70kg luôn chứ, là từ size 1 cho tới size 7 cho mấy chị yêu luôn á. Rồi em lên hàng sale cho mấy chị yêu lựa nha. Em sẽ lên hàng sale cho mấy chị yêu lựa luôn. Rồi ai thích hàng sale mẫu nào thì lên lựa với em. Áo lẻ em sale 55k một áo, hai áo 100k. Và cảm ơn chị Chip đã follow ở thích thả tim cho em nè. Rồi em lên sale. Ủa? Rồi em sẽ lên áo lẻ sale cho mấy chị yêu nè. Em sale là 55 hả? Dạ có chị, đây. Chị mặc size mấy dạ? Chị Văn Phát Trần nè, mặc size mấy chị yêu? Bông to phải không? Bông to thì em có 4D, hiện tại cái này em sale 55 luôn. Chị mặc size mấy? Bông to hả? Ông to có mấy cái size số 2. Size số 2 bông to. Cổ vuông hả? Cổ vuông bông to size 2. Cổ vuông bông to size 2. Ủa, trời ơi. Yêu cầu gì đâu mà khó quá. Cổ vuông bông to size 2, cổ vuông em hết rồi, chỉ có cổ tim thôi. Cổ tim hết luôn à. Cổ tim muốn đê hết trơn à. Size 2 cổ vuông hiện tại em còn được hai mã. Đó là mã này là bông mới nha. Mã này sẽ là mã 24 nè. Ôi cái bông này mặc lên rất là dễ thương luôn, nút đồ là nút đóng ngọc trai hai nút luôn. Em size 2 bông em có mã này, cổ vuông em có mã 24 nè. Mã này sẽ là mã 59. Trời ơi mấy cái bông này mặc lên rất là dễ thương luôn á. Đây em có mã này sẽ là mã 59 nha. Hai mã đó thôi. Hoặc là cái mã em đang mặc nè. Mã em đang mặc mã 45 cũng có size 2 luôn. Cổ nữ hoàng. Chứ cái bông này cổ vuông hiện tại em còn size 4 thôi à. Cái bông này hiện tại còn size 4 chị yêu ơi. Size 4 thôi, hết size 2 rồi. Nãy tưởng đâu mặc size phải tầm mặc tầm size 4 thì có chứ size 2 hết trơn rồi.
Rồi em cảm ơn chị gì TikToker đã phô thả tim cho em nha. Rồi ai thích cái bông mới thì vô lựa với em nha. Rồi tiếp tục em sẽ lên hàng sale cho mấy chị yêu nè. Em sale là 55k một áo, hai áo thì sẽ là 100k. Hàng sale em không miễn ship nha. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xám nha, em đang lên size 1 nè. Ai mặc size nào comment giúp em lên hàng sale cho mấy chị yêu xem. Chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là bông. Rồi chị Văn Pháp có thích cái muốn xém nào comment đi em dơ cho xem. Áo lẻ em đang sale 55k một áo, hai áo là 100k, hàng sale là em không miễn ship nha. Còn đồ bộ em sale 90k một bộ thôi. Rồi ai thích cái này comment giúp em là xanh. Xanh hoa sen nha, xanh ngọc hoa sen mấy chị yêu. Sale 55k một áo luôn, hai áo 100k quá rẻ luôn. Rồi đồ bộ sale 90 luôn. Ai thích cái này comment giúp em là đỏ nha. Em có cái này sẽ là đỏ. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là cổ nữ hoàng xanh đỏ nha. Ai thích cái này comment giúp em là cổ nữ hoàng xanh đỏ. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là vàng bò. Chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là vàng bò nha. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh coban nhạt thiêu nha. Xanh coban nhạt thiêu. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là xanh đậm thiêu nha. Ai thích cái này comment giúp em là xanh đậm thiêu. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông xỏ nè, bông xỏ hoa sen hồng đậm nè. Bông xỏ hoa sen hồng đậm. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là bông màu nha. Chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là hả 60kg hả cổ nữ hoàng 60kg ok chị yêu. 60kg size 3 giúp em. 60kg size 3 cổ nữ hoàng. Rồi cổ nữ hoàng 60kg size 3. Size 3 hiện tại em còn mã này. Mã này sẽ là mã 35 nha chị yêu. Dạ đây em có mã này sẽ là mã 35 nè. Bông trúc mặc lên trời ơi. Cái này sỉ nhà em toàn là kiếm bông trúc bán không luôn, không có đó. Sỉ nhà em hốt toàn là bông trúc không luôn á. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã 35 nha. Rồi bông trúc xanh nè. Xe ba thích cái này comment giúp em là mã 67. Đây mã 67. Cái cổ nữ hoàng này mặc rất là sang luôn mấy chị yên tâm. Tất cả đồ nhà em đều là thun co giãn, mấy chị mặc sẽ rất là thoải mái. Thun quần là thun lai dông quần ở giày nha. Rồi tiếp theo size 3 em có mã này sẽ là mã 74. Rồi size 3 cổ nữ hoàng còn. Dạ không, cái này là 70 chị yêu. Cái này là bông mới là 70 nha. Còn hàng sale, sale là đối với những size mà đằng mỗi mẫu nó còn 1-2 cái nên em sale luôn. Cái này là bông mới nha, 70k chị yêu ơi. Rồi ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là mã 74. Ai thích cái này comment giúp em là mã 67. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 35. Hàng sale size 3 hả? Hàng sale size 3 hiện tại còn được có 3 mã duy nhất luôn. Hiện tại sale size 3 còn được 3 mã duy nhất luôn. Mấy chị lưu ý giúp em là hàng sale là em không miễn ship nha. Không. Cái đó là size 1 chị. Cái đó là em đang lên size 1. Hàng sale là mỗi size nó sẽ có những mẫu khác nhau. Tại vì lẻ size nên là em mới sale á, mỗi sale hai còn cái à. Rồi chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là xanh lá thiêu nha. Thiêu xanh lá size 3. Rồi size 3 em có cái này sẽ là bông đen. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là bông đen nha. Hay là 4D nha. Rồi tiếp theo size 3 em có cái này sẽ là hồng hoa sen. Rồi chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là hồng hoa sen. Rồi size 3 em còn những mẫu này thôi chị, ba cái duy nhất luôn. Hồng hoa sen, bông đen. Đây em có cái này sẽ là bông đen. Và cái cuối cùng sẽ là xanh thiêu. Rồi chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là xanh thiêu. Rồi size 3 em còn có 3 mẫu đó nha chị Hoa Hồng ơi. Ba size 3 3 mẫu nhất luôn. Tại vì xem mấy chị mặc size 3 rất là nhiều luôn, mấy chị hôm qua nay mấy chị lựa cái một mớ rồi đó. Nên là còn rất là ít.
Rồi, hàng sale thì là sale em sale 55k một áo nha, hai áo là 100k. Hàng sale là em không miễn ship, ship bên em đồng giá sẽ là 25k. Áo lẻ sale hiện tại em có từ size 1 cho tới size 6 luôn. Nên là mấy chị yêu mặc size nào comment giúp em coi cái size đó, còn những mẫu sale nào em dơ cho mấy chị xem nha. Em có sale đồ bộ luôn, chị nào muốn sale đồ bộ thì vô, muốn sale đồ bộ lựa thì vô sang hàng sale đồ bộ với em nha. Rồi em lên tiếp size 1 nè, ai thích cái này comment giúp em là bi tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là bi tím. Rồi chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là vàng nha. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là vàng. Rồi tiếp theo size 3 em có cái này sẽ là nâu đỏ nha. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là nâu đỏ. Rồi tiếp theo size 3 em có cái này sẽ là xanh coban thiêu, xanh coban đậm thiêu nha. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là xanh coban đậm thiêu. Rồi tiếp theo size 3 em có cái này sẽ là xanh ngọc nha. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là xanh ngọc. Cái này là thun lưới mấy chị yêu, cổ vuông tay phồng. Dạ, ủa size 1 chứ. Rồi tiếp tục cuối cùng ai mặc size 1 cái này sẽ là bông đen tím nha. Ai mặc size 1 thích cái này comment giúp em là bông đen tím. Rồi đây là những mẫu cổ, đây là những mẫu size 1 nha. Sale 55k một áo, hai áo là 100k nha. Rồi tiếp theo em lên size 2 cho mấy chị yêu lựa nha. Em lên size 2 cho mấy chị lựa nè. Rồi chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là bèo, cổ vuông tay phồng nha. Ai mặc size 2 thích cái này comment giúp em là bèo nha. Bèo cái này là em sale là 55k một áo, áo hai áo sẽ là 100k. Rồi ai thích cái này comment giúp em là bông xanh, bông nhí xanh coban. Bông nhí xanh coban size 2. Em sale là sale hợp cả mấy chị, có cổ vuông của tim luôn, có thun lưới, có 4D cho mấy chị yêu luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là vàng bò. Ai mặc size 2 thích cái này comment giúp em là vàng bò nha. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là hồng đậm ép đá nè. Rồi em đang lên size 2 nè, chị yêu nào mặc size 2 thì vô lựa với em nha, hồng đậm ép đá. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là hồng của xanh, xanh coban nhạt thiêu. Đây em đang lên size 2 cho mấy chị yêu luôn. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là bông đen tím nha. Hay là 4D luôn mấy chị yêu, bông này mặc lên rất là sang luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là bông đen tím. Và cái cuối cùng đây em có gấm nè, gấm cho mấy chị yêu luôn. Ai thích gấm thì vô lựa gấm với em luôn. Gấm thì hiện tại em còn size 2 và size 3 cho mấy chị yêu nha. Ai thích gấm là em có gấm luôn. Gấm này mặc lên rất là sang luôn, nút là nút gài, nút đóng một chai nguyên hạt luôn mấy chị yêu. Đây gấm em còn size 2 và size 3. Ai thích gấm thì vô lựa gấm với em nha. Rồi ai thích hàng sale thì vô lựa hàng sale với em. Ai muốn xem bông mới thì em có lên bông mới cho mấy chị yêu luôn. Rồi em sẽ lên tiếp size 4 nha. Chị yêu nào mặc size 4 thì vô lựa áo lẻ sale với em đây. Áo lẻ sale size 4, áo lẻ size 4 nha mấy chị yêu. Rồi chị yêu nào mặc size 4, size 4 mấy chị yêu ơi. Ai mặc size 4 thích cái này comment giúp em là cam tím nha. Size 4 là áo lẻ là em sale là 55k một áo, hai áo sẽ là 100k. Ai thích cái này comment giúp em là cam tím nha. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là cà rốt xanh. Cái này là tơ hoa mấy chị yêu, cà rốt xanh size 4 sale 55k một áo luôn, hai áo là 100k. Mấy chị mặc size mấy comment giúp em coi cái size đó, còn những mẫu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Rồi em chào chị Trang Nguyễn này, hello mấy chị yêu. Rồi ai thích cái này comment giúp em là hồng hoa sen nha. Vô lựa đồ đi mấy chị yêu ơi, hôm nay cuối tuần rồi mình vô lựa đồ đẹp bận đi mấy chị. Rất là nhiều mẫu cho mấy chị yêu lựa luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là đỏ tím nha, đỏ tím. Và cuối cùng chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bi tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là bi tím. Rồi đây là những mẫu cổ, những mẫu sale size 4. Ai mặc size 4 thích mã nào.
Trời, mấy chị yêu vô lựa đồ xe mấy chị yêu ơi. Bông mới nè, rất là đẹp luôn. Rồi em lên size 4, size 4 thì còn được mấy bông nè, lên size 5 cho mấy chị yêu lựa. Ai mặc size 5 vô lựa size 5 với em mấy chị yêu ơi. Size 5 bông mới nha. Ủa size 5 sale. Sale cái này là sale là 55k một áo luôn, hai áo là 100k. Vô lựa bông sale với em nha. Rồi, hiện tại size 5 em sẽ lên size 5 cho mấy chị yêu lựa nha. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông đỏ cam nha. Ai thích cái này comment giúp em là đỏ cam bông xỏa nè. Em đang lên size 5, em sale là 55k một áo. 55k một áo, hai áo 100k. Cái này là em sale là 55k một áo 4D đấy mấy chị, mà sale thì quá rẻ luôn á, thiệt sự luôn. 4D mà sale quá rẻ luôn rồi. Rồi chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông xanh nha. Ai mặc size 5 thích giúp comment giúp em là bông xanh. Rồi tiếp theo size 5, cái này sẽ là xanh bơ nè mấy chị. Trời ơi, cái xanh bơ này dễ thương quá. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là xanh bơ. Xanh bơ hoa sen nè, áo lẻ em sale là 55k một áo, hai áo 100k luôn. Hàng sale là không miễn ship nha mấy chị yêu của em ơi. Rồi, ai thích cái này comment giúp em là vàng tím nha. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là vàng tím. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là xanh ngọc tím nha. Đây cái này là 4D không luôn á, cổ vuông tay vòng. Đây mấy này bằng lẻ size nè, một hai cái là nên là sale cho mấy chị yêu luôn. Chứ bình thường thì em bán 90 nha. Bình thường Trang bán 90 sale, cái này chỉ có 50 thôi, quá rẻ luôn mấy chị yêu. Rồi ai thích cái này comment giúp em là cam tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là cam tím. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là trắng hoa sen. Chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là trắng hoa sen. Em sale là 55k một áo luôn, hai áo là 100k. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh ngọc hoa sen nha. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là xanh ngọc hoa sen. Rồi chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông nhí đỏ nha. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông nhí đỏ. Cuối cùng size 5. Chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông đỏ nha. Trời cái này cũng là thun lưới luôn mấy chị. Thiệt luôn, bình thường này bán 7-80 nay sale 50 luôn. Tại vì nó còn có size cái này nè nên sale cho mấy chị yêu luôn á. Ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông đỏ nha. Rồi đây là những mẫu sale size 5, em sale 55k một áo, hai áo thì sẽ là 100k. Hàng sale là em không miễn ship nha. Sale là không miễn ship mấy chị yêu ơi. Rồi em sẽ lên tiếp mấy cái bông mới cho mấy chị yêu xem. Em lên bông mới nha. Rồi em sẽ lên bông mới nè mấy chị yêu, đợi em xíu nha. Bông mới cho mấy chị yêu luôn. Rất là mấy cái bông đẹp cổ nữ hoàng nè mấy chị yêu. Rồi em chào chị Liên Nguyễn nha. Vô lựa bông mới mấy chị yêu ơi. Cổ nữ hoàng bông mới, cổ vuông bông mới luôn. Rồi em chào chị Nguyễn Tâm nè. Hello mấy chị yêu nha. Mấy chị đâu hết trơn rồi, mấy chị vô lựa bông mới với em đi mấy chị yêu. Mấy chị bỏ rơi em quá nhiều rồi, cuối tuần mà mấy chị đâu hết trơn rồi. Rồi em chào chị Quỳnh Kim Chi nè, chào mấy chị yêu nha.
Em lên bông mới cho mấy chị yêu luôn. Mấy chị đợi em xíu, em lên mã mới liền đây. Em ghi mã lại, em lên mã cho mấy chị yêu xem. Rồi em sẽ lên cho mấy chị yêu xem nha. Rồi đây là những mã bông mới nha em. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 38. Mã 38 em còn size 3 nha. 70k một cái, đây là thun lưới bông mới. Ai thích cái này comment giúp em là mã 38. Rồi tiếp theo, em có mã này sẽ là mã 03. Mã 03 hiện tại em sẽ còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Cái này là cổ vuông tay phồng nha. Ai thích cái này comment giúp em là mã 03. Mã 03 thì em sẽ còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 34. Mã 34 em cũng còn size 4 luôn. Cổ vuông tay phồng thun lưới nè. Ai thích cái này comment giúp em là mã 34. Mã 34 là em sẽ còn size 4 nha. Thun lưới bông mới 70k một cái thôi. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 4 thích cái này comment giúp em là mã 28. Đây em có mã này sẽ là mã 28 nè. Mã 28 em sẽ còn size 4 luôn. Rồi tiếp theo chị yêu nè thích cổ nữ hoàng, vô lựa cổ nữ hoàng với em. Em có mã này sẽ là mã 59. Ủa này cổ còn cổ vuông chứ. Mã 59 rất là dễ thương luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã 59. Rồi em có mã này sẽ là mã 24. Chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là mã 24. Ê, cái mã này dễ thương quá. Để em chọn cái mã này vô coi. Rồi em có cái bông này rất là dễ thương luôn, lên cho mấy chị xem. Rồi đây ơi, cổ vuông tay phồng dễ thương quá. Rồi cái này là cổ vuông tay phồng nha mấy chị yêu. Đây cổ vuông tay phồng phun lưới bông mới luôn. Đây em có mã này sẽ là mã 45 luôn, lên cổ nữ hoàng tiếp tục nha. Ai thích cổ vuông thì vô lựa cổ vuông với em. Vô lựa bông mới mấy chị yêu ơi. Mấy chị yêu đâu hết rồi. Ôi quả, cái cổ tim đâu mà ta. Ở cái cổ tim bông này dễ thương quá, để em bận cái cổ tim này đi. Cái này size 3 nè. Rồi cái này là thun lưới bông mới này mấy chị yêu. Đây em đang mặc cái này là size 3 nha. Đây cái bông này mặc lên đẹp quá, sáng da quá nè. Cái này mặc lên rất là tôn da luôn. Đây cái này em mặc size 3 nha, nó hơi dài xíu mấy chị yêu. Ơi mặc size 3 nó dài quá, bình thường em mặc size 1 và nó bị ngắn. Ủa size 1 nó bị, size 1 thì vừa nha. Nhưng mà em mặc size 3 nhìn nó hơi dài một chút xíu. Cái bông em đang mặc hiện tại thì em còn size 3 thôi mấy chị yêu ơi. Đây size 3 này mặt nó hơi dài xíu nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem. Bông mới nè chị Hồng ơi. Bông mới đây chị Hồng ơi. Rồi em sẽ lên tiếp bông mới nè. Mã 59. Rồi em chào mấy chị yêu nha. Vô lựa bông mới mấy chị yêu ơi. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 59 nha. Mã 59 hiện tại thì em sẽ có size 2 cho mấy chị yêu luôn. Ai mặc mã, ai mặc size 2 thích cái mã này chốt giùm em mã 59 nha. Cái này là cổ vuông tay phồng. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 28. Đây
Mã 28 hiện tại thì em sẽ còn size 4 cho mấy chị yêu luôn nha. Bông mới mấy chị yêu ơi, vô lựa bông mới với em đi mấy chị yêu. Đây em có mã 28, mã 28 thì em sẽ có size 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã 28 có size 4 nha. Bông mới quá xinh luôn rồi mấy chị yêu hết trơn rồi. Rồi em có mã 34 luôn nè. Mã 34 thì em cũng còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã 34 thì còn size 4 luôn. Có mã 24 chứ phải mã 34 mấy chị yêu. Mã này là mã 24 nha. 24 chứ không phải 34. Đây, đây là mã 24 nha. Cổ vuông tay phòng nè. Mã 24 này hiện tại thì em còn size 4. Rồi tiếp theo, mã này sẽ là mã 2. Ủa? À đúng rồi, mã 24. Mã 24 lại đi. Rồi mã nãy là mã 24 nha, mã này là mã 34 nè. Đây mã này mã 34 cho mấy chị yêu luôn. Cổ vuông tay phòng, cái này hiện tại thì em còn size 2 nha. Cái bông này mặc lên rất là dễ thương luôn mấy chị. Cái này mấy chị có thể kết hợp với quần màu nha. Cái áo em đang mặc hiện tại cái này thì là size 3. Cái này là size 3 nha. Em đang mặc size 3, còn cái dưới size 3 thôi. Rồi cái này sẽ là mã 3 nha. Chị yêu là thích màu xám khói đây. Size 3, mã 3, size 3 này, với mã 3 này hiện tại em cũng còn size 4 cho mấy chị yêu luôn. Cái này thì em có sẽ còn size 4 luôn nè. Cái này toàn là thun lưới không luôn á mấy chị yêu ơi. Đây em có mã này sẽ là mã 3 nha. Rồi tiếp theo mã em này sẽ là mã 45. Cái này sẽ là cổ nữ hoàng nha. Đây em có mã này sẽ là mã 45 ông đỏ này mấy chị yêu. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã 45 nha. Rồi hôm nay bị sao mà mấy chị yêu đâu hết trơn rồi. Mấy chị yêu đợi em xíu nha. Ra em vô lại. Rồi mấy chị yêu vô xem like lựa đồ lại với em nha mấy chị yêu. Hôm nay nó bị sao á. Hôm nay cuối tuần mà mấy chị yêu đâu hết trơn rồi. Rồi em chào mấy chị yêu nha. Mấy chị vô xem like lựa đồ lại với em nha mấy chị ơi. Rồi em chào chị Ngọc Thơ nè, hello mấy chị yêu nha. Vô xem like lựa đồ với em nha mấy chị yêu. Em mới bị trục trặc kỹ thuật nè, em vô lại nè. Vô xem lại với em nha. Hôm nay cuối tuần vô xem like lựa đồ đi mấy chị yêu ơi. Em lên lại cho mấy chị yêu xem. Em lên cái bông mới nè. Hôm nay có nhiều mẫu bông mới cho chị luôn mấy chị luôn. Rồi em chào chị Bích Nguyễn, hello chị yêu. Vô lựa bông mới với em đi mấy chị yêu ơi. Bông mới cho mấy chị yêu luôn. Bông mới quá trời mà mấy chị đâu hết trơn rồi. Vô lựa bông mới với em nha. Rồi em chào chị Bảy nè. Chào chị Bảy nha. Chào chị Nguyễn không gì nè. Chào chị Mây Anh. Hello mấy chị yêu. Em đang lên bông mới cho mấy chị yêu xem. Toàn là bông xinh không nè. Vô lựa. Em đợi mấy chị vô lại chưa xem đông đông với em đi. Xong em sẽ bắt đầu lên mẫu lại nè. Rồi hello mấy chị yêu. Em chào chị Thu Thủy nè, chào chị Sĩ Nguyễn nha. Hello mấy chị. Chúc mấy chị cuối tuần vui vẻ luôn nha. Cuối tuần em có mẫu mới cho mấy chị đây. Mấy chị vô xem lựa đế em nha. Rồi chào chị Dung Quỳnh nè. Đây cổ nữ hoàng, có cổ nữ hoàng, có cổ vuông nhưng mà có cổ tim luôn. Cổ tim thì hiện tại em có một cái duy nhất. Cổ tim là có một cái nhất em đang mặc size 3 nè mấy chị. Cổ tim em có một cái nhất em mặc size 3 luôn á. Rồi em sẽ lên mã đây. Chị yêu nào mặc size 3 thích cái mã em đang mặc. Mã này sẽ là mã 38 nha. Cái này là cổ tim thun lưới bông mới nha em. Hiện tại em mặc cái này sẽ là size 3.
Ai thích cái này comment giúp em, mã này sẽ là mã 38 nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem. Mã 38. Rồi tiếp theo em sẽ lên cổ nữ hoàng ha. Cổ nữ hoàng em có mã này sẽ là mã 35 nè, lá trúc nè mấy chị yêu. Cái lá này mặc lên rất là dễ thương luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 35. Rồi em có mã này sẽ là mã 56. Cổ nữ hoàng nha. Cái này là cổ nữ hoàng khung lưới mấy chị yêu. Em có mã này sẽ là mã 56 nè. Em có và em cảm ơn chị Kim Ngân, cảm ơn chị yêu nhiều. Mã này sẽ là mã 74. Đây là những mã thun lưới bông mới nha em, cổ nữ hoàng 70k một cái nha. Em có từ 45 cho tới 75kg là từ size 1 cho tới size 6 luôn. Chị yêu nào mặc size 6 thì sẽ là 100k một cái. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã này là mã 45 nha. Em có mã này sẽ là mã 45. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 45 nha. Em có mã 45, mã này sẽ là mã 67. Cái này cũng lá trúc xanh này mấy chị yêu. Em có mã này sẽ là mã 67. Mã này sẽ là mã 40. Đây, em có mã này sẽ là mã 40. Cổ nữ hoàng thun lưới bông mới mã 40. Rồi, cái này sẽ là cổ vuông nha chị yêu. Nào hết cái này comment giúp em là mã 34 nha. Em có mã này sẽ là mã 34 nha mấy chị yêu. Mã 34 bông này rất là dễ thương luôn. Mã 34. Mã này sẽ là mã 59. Mã 59 này em còn size 2 nè. Mã 59 em còn size 2, cổ vuông tan hồng. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 24. Mã 24 này cũng là thun lưới cổ vuông tay phòng nha, 70k một cái. Cái này đều là bông mới nhà em luôn mấy chị. Hả? À, áo bao nhiêu vậy em? Dạ áo này là 70k một cái chị yêu. Chị mặc size mấy giờ để em coi cái size đó còn bông gì em dơ chị xem nè. Lên chiều cao cân nặng đi em dơ bông cho xem. Rồi em có mã này sẽ là mã 24 nè. Đây mã 24 cao bao nhiêu nặng bao nhiêu, lên chiều cao cân nặng đi. Comment chiều cao cân nặng rồi em lên bông cho xem. Em có mã này sẽ là mã 3 nha. Đây mã này sẽ là mã 3. Mã này sẽ là mã 28. Rồi đây là những mã cổ vuông tay phòng thun lưới bông mới nha em. Hay là thun lưới bông mới nha mấy chị. Thun lưới mặt nó sẽ co dạng thoải mái và mát lắm luôn. Rồi em chào cảm ơn chị Đỗ Thảo nè. Hello mấy chị yêu nha. Mã em đang mặc là mã 38 nha. Cái cổ tim này hiện tại em còn có bông này size 3 thôi à. Bông này hiện tại còn cái dưới size 3 thôi. Mấy chị yêu mà không biết mặc size nào, mấy chị lên chiều cao cân nặng bên sẽ tư vấn size cho nha. Rồi em giơ lại cho mấy chị xem một lần nữa nè. Chị yêu nào thích cổ vuông tay phòng, đây em có mã này sẽ là mã 28. Mã 28 này em sẽ còn size 4 nha. Cổ vuông tay phòng thun lưới. Rồi mã này sẽ là mã 3. Mã 3 này em cũng còn size 4 luôn. Cũng là cổ vuông tay phòng thun lưới luôn. Mã này sẽ là mã 24. Mã 24 này em cũng có cổ vuông tay phòng thun lưới luôn. Mã 24 nè. Mã 24 này em còn size 4 nha. Rồi mã này sẽ là mã 59. Mã 59 thì em sẽ còn size 2. Mã 59 em còn size 2 cho mấy chị yêu luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 59. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã. Mã này sẽ là mã 34. Mã 34 này thì em sẽ có. Mã 34 em có size 2 cho mấy chị yêu luôn.
Cái này cũng là cổ vuông tai phồng nha. Ai thích cái này comment giúp em là mã 34 nha mấy chị yêu. Đây em có mã này sẽ là mã 34. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 40 môi. Dạ em cảm ơn chị Hồng Thắm đã follow em nha. Rồi cái này là em có bông mới là cổ tim, cổ nữ hoàng và cổ vuông cho mấy chị yêu luôn. Ai thích cổ nữ hoàng thì em có cổ nữ hoàng cho mấy chị yêu luôn. Cổ nữ hoàng em có mã này sẽ là mã 40 nè. Đây chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 40. Bông mới luôn nha mấy chị yêu ơi. Mã này sẽ là mã 67. Đây bỏ lá chút xanh này mấy chị yêu. Thun lưới mặt mát co dạng thoải mái luôn. Rồi 70k thôi. Ai thích cái này comment giúp em là mã 45. Em có mã này sẽ là mã 45 nha. Đây mã 45. Rồi tiếp theo mã này sẽ là mã 74. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 74 nha. Cổ nữ hoàng thun lưới bông mới luôn. Mã này sẽ là mã 74. Dạ cái này thun lưới chị Hồng Thắm. Thun lưới này chị bận nó sẽ co giãn nha. Nó rất là mát luôn nhưng mà nó không có bị quá mỏng. Thun lưới mặt co giãn nè. Em đang bận thun lưới nè, co giãn mát. Rồi thích cái này comment giúp em là mã 56 nha. Chị lên chiều cao cân nặng đi em tư vấn sai cho. Xong rồi em sẽ dơ bông cho mình xem. Mã này sẽ là mã 35. Lá chút nè. Cái này chị bận lên rất là sang luôn. Cái thun lưới mặt nó rất là dễ thương. Tại biết không, tại cái vải của nó, cái bông của nó dễ thương lắm. Mặt nó mát rồi co giãn nữa nè, thấy không. Em mặc size 3 nhìn nó hơi rộng xíu mấy chị. Tại vì bình thường em mặc size 1 mà nó còn rộng nữa. Nên em mặc size 3 nhìn nó sẽ hơi rộng một xíu nha. Gì lên chụp kha cân nặng thì em tư vấn sai cho. Rồi mã em đang mặc sẽ là mã 38 nha. Mã 38 này hiện tại thì em còn size 3. Cái này thì là bông mới 70k một cái nha. Cái này em còn 70k một cái, hiện tại bông này còn size 3 thôi nè. Ai lên size nào nữa thì comment em dơ cho mấy chị xem. Rồi tiếp theo em sẽ lên cho mấy chị yêu xem ai thích chân. Ai thích đơn giản thì em sẽ có bà ba chân cho mấy chị yêu luôn. Bà ba chân bên em thì là 70k một cái, em có size tới 75 tới 45 tới 75 luôn nha. Chị nào mặc là từ size 1 tới size 7 á. Ai mặc size 6, size 7 best size thì cho em xin thêm 10k nữa sẽ là 80k. Rồi em lên bảng màu chân cho mấy chị yêu tham khảo nè. Rồi chị ai thích đơn giản thì vô lựa chân với em nha. Em có màu này sẽ là màu tím Huế. Em có màu tím Huế, màu này sẽ là màu da bò. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em, cái này sẽ là màu da bò. Em có màu da bò, màu này sẽ là màu xanh ngọc. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là màu xanh ngọc. Chân rất là nhiều màu luôn mấy chị yêu ơi. Ai thích cái này comment giúp em là xanh biển nha. Xanh biển là màu mới nha em luôn. Ai thích cái này comment giúp em là xanh biển. Rồi chị yêu nào thích đơn giản thì vô lựa chân với em nha. Em có màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh cớm nè. Em có xanh cớm. Màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím cẩm nha. Em có tím cẩm. Màu này sẽ là màu xanh lá đậm. Bà ba chân 70k một cái. Bộ em đang áo em đang mặc thun lưới cũng là 70k luôn. Ai thích thun lưới, thích hàng sale 55 hai áo 100 thì lên có luôn, em có luôn. Ai thích thun lưới, ai thích trơn, ai thích áo lẻ đó thì comment giúp em nha. Rồi em có màu này sẽ là màu hồng đậm nha. Em có màu này sẽ là màu hồng đậm. Rồi tiếp theo em có màu này sẽ là màu hồng. Hồng này sẽ là hồng cánh sen. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là vàng nha. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là đỏ. Đa số là chân em sẽ có đủ size đủ màu cho mấy chị yêu luôn nha. Chỉ từ 70k một cái thôi mấy chị yêu ơi. Rồi ai thích cái này comment giúp em là xanh coban đậm nha. Ai thích cái này comment giúp em là xanh coban đậm. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là tím cà.
Ai thích cái này comment giúp em là tím cà. Rồi em có cái này sẽ là cái này sẽ là cà rốt nha mấy chị yêu. Ai thích cái này comment giúp em là cà rốt nha. Rồi em có cái này sẽ là cà rốt. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là trắng nha. Em có cái này sẽ là trắng nè. Tiếp theo cái này sẽ là, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là cà phê sữa. Rồi vô lựa đồ với em với chị yêu ơi, thun lưới bông mới nè. Rồi ai thích cái này comment giúp em là xanh coban nhạt. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh coban nhạt nha. Và cái cuối cùng sẽ là đen. Rồi đây là những mẫu và ba chân nhà em, 70k một cái. Quần thì em sẽ luôn có quần lẻ sẵn cho mấy chị là quần trắng, quần đen luôn nha. Rồi ai thích cái này comment giúp em là đen nha. Ai thích cái này comment giúp em con có cái này sẽ là đen. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh coban nhạt nha. Chân nhà em xanh coban nhạt. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là cà phê sữa nha. Đây, màu này sẽ là màu cà phê sữa. Chân rất là nhiều màu đủ size cho mấy chị yêu tha hồ lựa luôn. Rồi em có cái này sẽ là trắng nè. Ai thích cái này comment giúp em là trắng nha. Em có trắng. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh. Ủa màu này, cái này sẽ là cà rốt nha, màu mới nha em. Rồi tím cà. Chân 70k một cái thôi. Rồi màu này sẽ là màu xanh coban. Xanh này sẽ là xanh coban đậm nha. Em có xanh coban đậm. Rồi màu này sẽ là màu đỏ. Em có màu đỏ. Màu này sẽ là màu vàng. Màu này sẽ là màu hồng. Hồng này sẽ là hồng cánh sen nha. Màu này sẽ là màu hồng đậm. Màu này sẽ là màu xanh. Xanh này sẽ là xanh lá đậm nha. Em có màu này sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím cẩm nè. Em có màu này sẽ là màu tím cẩm. Màu này sẽ là màu xanh cớm. Màu này sẽ là màu xanh biển. Ba hóa trơn 70k một cái. Màu này sẽ là màu xanh ngọc. Màu này sẽ là màu da bò. Và màu cuối cùng sẽ là màu tím. Tím này sẽ là tím Huế nha. Rồi đây là bảng màu ba hóa trơn nhà em, 70k một cái thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị sơn một cái ép ẩu thun lưới nha. Đây, thun lưới này thì là 70k một cái. Chị yêu này hết thun lưới đơn giản thì em có mẫu này cho mấy chị luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 44 nha. Ai thích cái này comment giúp em mã 44. Rồi em có mã này sẽ là mã 49 nè. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 49. Rồi em có mã này sẽ là mã 16. Rồi mã 16 hiện tại thì em sẽ còn size 4 và size 5 cho mấy chị yêu nha. Ai thích cái này comment giúp em là mã 16. Rồi em có cái này sẽ là mã 49. Em có mã 49 và mã này sẽ là mã 44. Rồi đây là những mã cổ tim thun lưới tay dài nha, 70k một cái thôi mấy chị yêu ơi. Rồi mấy cái mã này là còn đủ size cho mấy chị yêu luôn nè. Ai thích cái nào thì comment giúp em. Bông em đang mặc là mã này sẽ là mã 38 nha. Hiện tại thì em mặc bông này hiện tại thì còn size 3 thôi. Rồi sao tự nhiên mấy chị mất tim hết trơn rồi mấy chị yêu. Rồi mấy chị vô xem like mấy chị ơi, vô lựa đồ với em nè, mấy chị đúng hết trơn rồi. Rồi mấy chị vô xem like mấy chị ơi, vô lựa đồ tiếp với em nha. Tự nhiên mấy chị đông hết trơn rồi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị xem. Em sẽ lên cho mấy chị xem cái thun lưới bông mới nha. Ai thích thun lưới bông mới thì vô lựa bông mới với em. Rồi ai thích cổ nữ hoàng, em có bông mới cho mấy chị yêu luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 35 nha. Đây em có mã 35 thun lưới bông mới.
Mã này sẽ là mã 35 cổ nữ hoàng. Rồi tiếp theo em có mã này sẽ là mã 56. Mã 56 thì em sẽ còn mã 56 khung lưới bông mới nè. Ai thích cái này comment giúp em là mã 56 nha. Em có mã này sẽ là mã 56. Mã này sẽ là mã 74. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 74. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 45. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 45 nha, cổ nữ hoàng. Tiếp theo cổ nữ hoàng bông mới nè. Ai thích cái này comment giúp em là mã 67 nha. Em có mã này sẽ là mã 67 nè mấy chị yêu. Rồi mã này sẽ là mã 40. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 40. Cái này sẽ là cổ nữ hoàng bông mới nha. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là cổ vuông. Ai thích cái này comment giúp em là mã 34 nè. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 34. Rồi em có mã này sẽ là mã 59. Mã 59 thì em còn size 2 nè. Ai thích cổ vuông tay phòng thì có cổ vuông tay phòng luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 59 nha. Rồi em có cái này sẽ là mã 24. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 24. Rồi em có mã này sẽ là mã 3. Cái này cũng là cổ vuông tay phòng luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 3. Và mã này sẽ là mã 28. Mã 28 thì em cũng còn size 4 nha. Rồi đây, cổ vuông tay phòng phun lưới bông mới. Có cổ vuông, có cổ tim và cổ nữ hoàng cho mấy chị luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 28 nè. Mã 28 em còn size 4 nha. Mã này sẽ là mã 3. Mã 3 còn size 4 luôn. Mã này sẽ là mã 24. Mã 24 là còn size 4 luôn nè. Mã 24 còn size 4 nha. Mã này sẽ là mã 59. Mã 59 thì em sẽ còn size 2 cho mấy chị yêu nha. Mã 59 em còn size 2. Mã này sẽ là mã 34. Mã 34 thì em sẽ còn size 2 luôn nha. Mã này sẽ là mã 40. Mã 40 thì em sẽ còn size đủ. Mã 40 này thì còn à. Ai thích cái này comment giúp em là mã 40 nha. Em có mã này sẽ là mã 40. Mã này sẽ là mã 67. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 67 nha. Rồi tiếp theo em có cái này, mã này sẽ là mã 45. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 45 nha. Em có mã này sẽ là mã 45. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 74. Em có mã 74, mã này sẽ là mã 56. Ai thích cái này comment giúp em là mã 56. Và mã này sẽ là mã 35. Đây, cổ nữ hoàng thun lưới bông mới rất là dễ thương luôn. Mã này sẽ là mã 35. Còn mã em đang mặc sẽ là mã 38 nha. Mã này hiện tại thì em sẽ còn size 3 cho mấy chị yêu luôn. Rồi, mấy chị bán cái bông này nè, mấy chị bông mới nè, mấy chị thì mấy chị có thể kết hợp với quần màu cũng được, hoặc là quần trắng, quần đen. Mình kết hợp với quần màu cũng được, hoặc là quần trắng, quần đen tùy sở thích mình. Quần thì bên em thì sẽ là 60k một cái nha. Quần bên em thì chỉ có 60k một cái thôi. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem cái áo sale nha. Ai thích áo sale thì vô lượng áo sale với em. Em sale là 55k một áo, hai áo thì sẽ là 100k. Hàng sale thì bên em ship đồng giá sẽ là 25k, không miễn ship nha mấy chị yêu ơi. Dạ, hàng sale là không miễn ship nha. Một áo 55, hai áo 100. Mua ba áo thì 150 cứ cộng vô giúp em là được nha. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem. Em sẽ lên áo lẻ nha. Mấy chị mặc size nào thì comment em dơ cái size của chị mấy chị mặc cho. Rồi, chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là tím đen nha. Chị yêu nào mặc size 1 comment giúp em là tím đen. Ai mặc size 1 comment giúp em là bông đen tím nha. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là xanh ngọc. Chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là xanh ngọc nha. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là xanh coban đậm. Thiêu xanh coban đậm nha, size 1. Em sale là 55k một áo, hai áo 100k. Mấy chị mặc size mấy comment em lên cái size cho mấy chị xem nha. Ai thích cái này comment giúp em là xanh coban đậm thiêu. Xanh coban đậm thiêu nha. Em có từ size 1 cho tới size 6 luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là bông đỏ nâu nha. Ai thích cái này comment giúp em là bông đỏ nâu.
Rồi tiếp theo, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là vàng nha. Ai thích cái này comment giúp em là vàng. Rồi tiếp theo, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bi tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là bi tím. Rồi tiếp theo, cái này sẽ là bông màu, đa số là 4D nhiều mấy chị yêu. Sale là tại vì em sale hợp chẵn á, tại vì mỗi mẫu nó có một hai cái là nó làm sale cho mấy chị luôn á. Rồi ai thích cái này thì comment giúp em là bông màu nha. Ai thích cái này comment giúp em là bông màu. Rồi chị yêu nào mặc size 1 thích cái này comment giúp em là hồng đậm hoa sen nha, bông ngược. Cái này em sale cho mấy chị yêu là 55k một áo luôn, hai áo thì sẽ là 100k thôi. Và em cho chị Lon Lon nè, chúc mấy chị yêu buổi trưa vui vẻ nha, cuối tuần vui vẻ luôn mấy chị ơi. Ai thích cái này comment giúp em là xanh cobalt đậm thiêu nha, cuối tuần rồi mình vô mình lựa đồ đẹp đi mấy chị yêu. Rồi ai thích cái này comment giúp em là xanh cobalt nhạt thiêu. Ai thích cái này comment giúp em là xanh cobalt nhạt thiêu nha. Rồi tiếp theo em có cái này sẽ là vàng bò. Vàng bò, cái này là cổ vuông tay phòng nè. Ai thích cái này comment giúp em là vàng bò. Rồi tiếp theo cái này sẽ là cổ nữ hoàng luôn, thun lưới luôn. Rồi ai thích cái này comment giúp em là bông cam xanh đi mấy chị yêu ơi. Bông cam xanh nha. Rồi tiếp theo size 1 nè, em đang lên size 1, chị yêu nào đang bận size 1 vô lựa với em. Rồi ai thích cái này comment giúp em là bông đỏ nè. Đỏ đi. Thun lưới cổ vuông tay phòng. Sale 55k một áo, hai áo 100k thôi. Rồi ai thích cái này comment giúp em là xanh ngọc hoa sen nha. Đây em có cái này sẽ là xanh ngọc hoa sen nha mấy chị yêu. Và tiếp tục, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là bông màu cổ vuông tay phòng nè. Rồi đây là những mẫu size 1, mấy chị yêu mặc size nào comment giúp em lên cho xem nha. Em sale áo lẻ là 55k một áo, hai áo là 100k, đồ bộ thì sale có 90 hả mấy chị. Ai muốn xem đồ bộ qua săn sale đồ cổ tiên, cổ nữ hoàng gì nè, ép đá nè. Ép đá cho mấy chị yêu luôn. Rất là nhiều mẫu luôn, vô lựa với em nha. Rồi tiếp theo em lên size 2 cho chị yêu nào bận size 2 lựa với em nha. Ai bận size 2? Rồi size 2 em có gắm cho mấy chị yêu luôn. Trời ơi, gắm sale cho mấy chị luôn nè. Ai thích gắm, gắm cái này, gắm màu trắng nè, nút là nút gà nha mấy chị. Gà nguyên nút ngọc trai, cái này là em sale là 55k một áo, hai áo cũng trăm luôn. Cái gắm này hiện tại còn màu trắng thôi, còn size 2, size 3 nha. Ai thích cái này comment giúp em là gắm nha. Em có cái này sẽ là gắm. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là đen tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là đen tím. Rồi tiếp theo, chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là xanh cobalt thiêu nha. Ai mặc size 2 thích cái này comment giúp em là xanh cobalt thiêu. Rồi tiếp theo, chị yêu nào mặc size 2 thích cái này comment giúp em là hồng đậm ép đá nè. Trời ơi, cái ép đá này sale 50 luôn, quá là rẻ luôn mấy chị ơi. Cái bông cái ép đá này yên tâm là mấy chị mua đá nhà em về mấy chị giặt máy giặt không có sợ sức đá đâu nha. Rồi tiếp theo, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là vàng bò nha. Rồi em có cái này sẽ là vàng bò. Ủa này size 1 mà sao nó lấn vào tới đây. Rồi tiếp theo, chị yêu nào bận size 1 thích cái này comment giúp em là beo. Cái này là họa tiết là hoa đó mấy chị, nhưng mà nó làm kiểu như beo vậy đó. Rồi ai mặc size 2 thích cái này comment giúp em là beo. Cái này là thun lưới nha. Rồi đây là những mẫu size 2, em sale 55k một áo thôi, hai áo thì sẽ là 100k. Ship bên em thì sẽ là 25k nha, tại vì sale em không có miễn ship mấy chị, sale quá rẻ rồi nên là không miễn ship nữa nha. Rồi tiếp theo em sẽ lên size 3. Chị yêu nào mặc size 3 vô lựa đồ với em, size 3 là đúng còn đúng ba mã luôn á. Đúng là size 3 luôn, size 3 là ba mã luôn. Rồi tiếp theo, chị yêu nào mặc size 3, em có cái này sẽ là xanh lá thiêu nha. Ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là xanh lá thiêu. Rồi tiếp theo, chị yêu nào mặc size 3 thích cái này comment giúp em là bông đen nha, 4D luôn. Size 3 em có cái này sẽ là bông đen. Bông đen này mặc lên rất là đẹp luôn. Bông đen mặc vậy thôi nhưng mà rất là đẹp nha. Nhìn nó đen đen nhưng mà mặc lên rất là có duyên luôn. Rồi ai mặc size 3 thích cái này comment giúp em là hồng đậm hoa sen nha mấy chị yêu. Em có cái này sẽ là hồng đậm hoa sen. Rồi đây là những mẫu size 3. Ai mặc size 3 vô lựa size 3 với em, size 3 còn 3 mẫu nè. Cái này là áo lẻ, là hiện tại thì em sẽ sale là 55k một áo nha, hai áo thì sẽ là 100k. Rồi tiếp theo em lên size 4 nè. Lên size 4 cho mấy chị yêu lựa nha.
Em lên size 4 cho mấy chị yêu lựa đây, áo lẻ nè, vô lựa áo lẻ với em nha. Áo lẻ size 4. Ủa chị yêu nào mặc size 4 vô lựa áo lẻ với em. Rồi ai mặc size 4 em có cái này sẽ là bông cam tím nha. Chị yêu nào mặc size 4 thích cái này comment giúp em là bông cam tím. Rồi size 4 em có cái này sẽ là đỏ tím nha. Chị yêu nào mặc size 4 thích cái này comment giúp em là đỏ tím nha. Rồi tiếp theo, chị yêu nào mặc size 4 thích cái này comment giúp em là bi tím nè. Cái này là tơ hoa luôn đó mấy chị yêu. Ai thích cái này comment giúp em là bi tím nha. Rồi em tiếp theo em có cái này sẽ là hồng đậm hoa sen. Size 4, chị yêu nào mặc size 4 thích cái này comment giúp em là hồng đậm hoa sen. Và cái cuối cùng của size 4, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là cà rốt xanh. Cái này là thun tơ hoa. Sale 55k một áo, hai áo thì sẽ là 100k cho mấy chị yêu luôn. Rồi mấy chị yêu vô xem like lựa đồ với em nha. 55k một áo, hai áo 100k. Mấy chị lưu ý là mấy chị mặc size mấy thì comment giúp em coi cái size đó, còn những mẫu gì em dơ cho mấy chị xem nha. Rồi ai thích cái mẫu nào comment giúp em nha. Rồi em lên size 5 cho mấy chị yêu lựa. Ai mặc size 5 thì vô lựa size 5 với em. Size 5 đây, áo lẻ em sale cho mấy chị yêu luôn. Rất là nhiều mẫu xinh luôn. Vô lựa bông đẹp size 5 này mấy chị yêu. Size 5. À, cái này em đang mặc là thun lưới bông mới nha. Cái thun lưới bông mới nhà em cái này là 70k một cái. Rồi em chào chị Kiều Nguyễn nè, chào chị Nguyễn Mười, em chào mấy chị yêu nha. Vô xem like lựa đồ mấy chị yêu ơi. Đồ quá rẻ luôn, sale sập sàn luôn mà mấy chị không vô, mấy chị đã mất tiêu hết trơn rồi. Hôm nay cuối tuần mà mấy chị đã hết trơn rồi mấy chị yêu. Rồi em sẽ lên tiếp cho mấy chị yêu xem. Size 5 nha, ai lựa áo lẻ size 5 thì vô lựa với em nha. Rồi chị yêu nào mặc size 5 thì vô lựa với em. Size 5 em có cái này sẽ là bông đỏ nha. Hôm nay cuối tuần mà sao mấy chị yêu vắng vẻ quá ta. Rồi ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông đỏ. Cuối tuần đồ bông mới rất hết trơn luôn mấy chị. Rồi em chào chị Ngọc Diễm nè, em chào chị yêu nha. Ai thích cái này comment giúp em là bông nhí đỏ size 5. Size 5 hiện tại em có cái này sẽ là bông nhí đỏ. Rồi tiếp theo size 5 em có cái này sẽ là xanh ngọc hoa sen. Chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là xanh ngọc hoa sen nha. Rồi tiếp theo size 5 em có cái này sẽ là trắng hoa sen. Chị yêu nào mặc size 5 thích cái này comment giúp em là trắng hoa sen. Tiếp theo size 5 ai thích cái này comment giúp em là cam. Cam tím nha mấy chị yêu. Ủa trời ơi. Trời ơi trời, có chị nào chị Hồng ơi. Sao tự nhiên phở bò nó bị ẩn comment đi không thấy ai hết trơn vậy. Trời đất ơi. Nãy giờ khách comment không thấy luôn, hàng chi thấy lạ lạ. Thiệt tình. Hàng chi không thấy ai comment phở bò chứ nó bị gì vậy trời.
mấy chị ơi, hôm nay em sorry mấy chị rất là nhiều luôn á. Trời ơi, cái phở bò này nó hại mình rồi. Rồi chị yêu nào mặt xây 5, thích cái này comment giúp em là đỏ, đỏ cam, cam tím nha. Trời ơi, cái phở bò này thiệt luôn á. Chị yêu nào mặt xây 5 thích cái này comment giúp em là cam tím. Rồi chị yêu nào mặt xây 5 thích cái này comment giúp em là xanh tím nha. Xanh ngọc tím mấy chị yêu. Trời ơi, quá trời quá đất thiệt chứ. Rồi chị yêu nào mặt xây, chị yêu nào mặt xây 5 thích cái này comment giúp em là vàng tím nha. Vàng tím mấy chị yêu. Rồi chị yêu nào mặt xây 1 thích cái này, ủa xây 2 xây 5 chứ. Thích cái này comment giúp em là xanh xanh bơ. Xanh bơ hoa sen. Trời ơi, chị ngoan giỏ không thấy. Thì chứ. Có chị nào đang xem like của em bên phở bò không mấy chị yêu? Trời ơi, chứ. Rồi chị yêu là mặt xanh 5 thích cái này comment giúp em là xanh bơ hoa sen nha. Xanh bơ hoa sen. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặt xanh 5 thích cái này comment giúp em là bông xanh nha. Em có cái này sẽ là bông xanh. Rồi chị yêu nào mặt xanh 2 thích cái này comment giúp em là, ai mặt xanh 2 thích cái này comment giúp em là đỏ cam nha. Em có cái này sẽ là đỏ cam bông xõa. Và cái cuối cùng của đỏ cam, chị yêu nào thích cái này comment giúp em là đỏ, đỏ tím nha. Ai thích cái này comment giúp em là đỏ tím. Rồi đây là những mẫu size 5, em sale 55k một áo. Hai áo thì sẽ là 100k mấy chị yêu ơi. Trời ơi, mấy chị bên phở bò hôm nay rất là tiếc luôn. Rồi ai mặc size 5 thích cái này comment giúp em là bông cam tím. Rồi đó là những mẫu sale size 5 nha. Chị yêu nào mặc size 5, chị yêu nào mặc size 5 thích này comment giúp em size 5. Em đeo lên size 5. Áo lẻ em sale là 55k một áo nha. Hai áo thì sẽ là 100k. Rồi tiếp theo em sẽ lên size 6 nè. Em sẽ lên size 6 cho mấy chị yêu luôn. Trời ơi, hôm nay nó bị gì vậy trời. Comment không thấy luôn, quá đáng chứ. Nay anh Hiền khỏe rồi đó. Rồi, chị em sẽ lên size 6 cho mấy chị yêu xem nè. Em sale 55 luôn nha. À, chị nào muốn xem bông mới thì comment em dơ lại cho mấy chị xem nha. Ai muốn xem hàng sale thì em sẽ dơ hàng sale đây. Ai mà muốn săn hàng sale mặc từ size 1 cho tới size 6, comment cái size của mình mặc, em sẽ dơ cái mẫu cho mình xem nha. Rồi ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là caro xanh nha. Ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là caro xanh. Rồi chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông đen nha. Ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông đen. Rồi tiếp theo size 6 em có cái này sẽ là xanh lá đậm, áo lẻ em sale là 55 luôn. Có tới size 6 luôn. Chị yêu nào mặc size 6 thì sẽ khoảng tầm 75kg nha. 75-76kg đổ lại á. 77 kg cũng được, 77 kg đổ lại. Rồi, chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là xanh lá đậm nha. Em có xanh lá đậm. Rồi tiếp theo size 6 em có cái này sẽ là bông vàng nè. Chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông vàng. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là hồng đậm nha. Ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là hồng đậm. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông vàng nha. Em có cái này sẽ là bông vàng. Rồi ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông trắng, bông tím nha. Em có bông tím. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông xanh. Rồi tiếp theo chị yêu nào mặc size 6
Ai mặc size 6 thích cái này comment giúp em là bông vàng nha. Và cái cuối cùng của size 6, ai thích cái này comment giúp em là bông vàng. Bông vàng nhí đi. Rồi đây là những mẫu size 6, em sale 55k một áo, 2 áo 100k nha. Sale thì em sale từ size 1 cho tới size 6 luôn. Rồi áo em đang mặc cái bông này là bông mới nhà em nha. Cái này hiện tại thì là 70k một cái. Cái em mặc hiện tại còn size 3 nha mấy chị yêu. Cái đá, cái em mặc hiện tại thì còn size 3 nè. Rồi em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu xem. Em sẽ lên bông mới cho mấy chị yêu lựa nha. Rồi ai thích cổ tim thì em còn cái bông này nhất luôn. Rồi em sẽ lên mã cổ nữ hoàng phun lưới cho mấy chị yêu xem. Cái này sẽ là 70k một cái. Mã này sẽ là mã 35 nha. Em có mã 35. Mã này sẽ là mã 56. Em có mã này sẽ là mã 56. Mã này sẽ là mã 74. Cổ nữ hoàng phun lưới nha. Em có mã này sẽ là mã 74 nè. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 45. Đây em có mã này sẽ là mã 45 mấy chị yêu. Mã 45, mã này sẽ là mã 67. Cổ nữ hoàng thun lưới, ai thích cái này comment giúp em là mã 67. Rồi em có mã này sẽ là mã 40. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 40 nha. Em có mã 40, mã này sẽ là mã 34. Mã 34 này thì sẽ là cổ vuông tay phòng nha. Đây mã 34 là cổ cũng là thun lưới nhưng nó sẽ là cổ vuông tay phòng. Rồi tiếp theo chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 59 nha. Mã 59 thì cũng là cổ vuông tay phòng luôn, em còn size 2 cho mấy chị yêu nè. Em có size 2. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã 24. Đây em có mã này sẽ là mã 24. Mã 24 này em còn size 4 nha. Cái này là cổ vuông tay phòng thun lưới nè. Rồi mấy chị yêu hết rồi. Rồi hello mấy chị yêu nha, mấy chị ơi. Rồi, mã này sẽ là mã 3. Rồi em có mã này sẽ là mã 3. Và mã cuối cùng sẽ là mã 28. Rồi đây là những mã thun lưới bông mới nhà em nha.
buồn luôn. Rồi mấy chị yêu vô lên lựa bông tiếp cho em nha. Rồi em sẽ có mã này sẽ là mã 28 cổ vuông tay phòng thun lưới bông mới nha em. Em có mã này sẽ là mã 28 nè. Rồi chị yêu nào thích cái này comment giúp em là mã này sẽ là mã 28. Em có mã này sẽ là mã 3. Chị yêu nào thích cái này comment giúp em mã này sẽ là mã 3 nha. Em có mã 3, mã này sẽ là mã 24 cổ vuông tay phòng thun lưới bông mới nha em, 70k một cái thôi. Rồi em có mã này sẽ là mã 24 nè. Mã 24 này em sẽ còn size 4 cho mấy chị yêu. Mã 24 em sẽ có size 4, mã này sẽ là mã 59. Mã 59 thì em sẽ còn size 2 nha. Đây em có mã 59. Mã này sẽ là mã 34. Mã 34 thì em sẽ còn size 2 luôn. Cổ vuông tay phòng. Rồi, em có mã này sẽ là mã 34 nha. Mã 34 này hiện tại thì em sẽ còn size 2 cho mấy chị yêu luôn. Đây, mã 34 em còn bông này rất là dễ thương luôn, cổ vuông tay phòng thun lưới. Em có mã này sẽ là mã 34. Mã 34 em còn size 2 nha. Mã này sẽ là mã 40. Đây, cái này là cổ nữ hoàng nha mấy chị, cũng là thun lưới bông mới nha em luôn. Em có mã này sẽ là mã 40. Mã này sẽ là mã 67. Chị yêu nào hết cái này comment giúp em là mã 67 nha. Rồi, mã 67. Rồi chị yêu nào hết cái này comment giúp em là mã 45. Cổ nữ hoàng bông mới nha em. Mã này sẽ là mã 74. Chị yêu nào hết cái này comment giúp em là mã 74 nha. Đây em có mã này sẽ là mã 74. Mã này sẽ là mã 56. Đây là bông mới nha em, cổ nữ hoàng. Chị yêu nào thích bông này thì comment giúp em mã này sẽ là mã 56 nha. Và mã này sẽ là mã 35. Đây là những mẫu mã, cái những mã cổ nữ hoàng bông mới nha em, 70k một cái thôi. Bộ áo em đang mặc cũng 70k một cái, đây là cổ tim nha. Cái này hiện tại thì em còn size 3. Ai mặc size 3 thích bông này comment giúp em nha. Cái này là cổ tim mấy chị yêu, cái này là 70k thôi. Rồi ai thích cái này comment giúp em là mã này sẽ là mã 38 nha. Còn một cái nhất xe 3 luôn. Rồi em sẽ lên lại cho mấy chị nào hồi nãy không vô kịp xem với em nè. Chị yêu nào mặc xe 4 thích cái này comment giúp em là mã 28. Cái này là thun lưới bông mới nha, 70k. Ai thích cái này comment giúp em là mã 28 nha. Mã 28 thì em sẽ còn xe 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã 28 em còn xe 4. Mã này sẽ là mã 3. Mã 3 thì em sẽ còn xe 4 luôn. Mã 3 em cũng còn xe 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã này sẽ là mã 24. Mã 24 thì em cũng có size 4 cho mấy chị yêu luôn. Mã này sẽ là mã 59. Mã 59 thì em sẽ còn size 2 nè. Mã 59 còn size 2 nha. Cổ ta đây là những bông mới nha mấy chị yêu, có cổ vuông, cổ tim, cổ nữ hoàng luôn. Ai thích cái này comment giúp em là mã 34. Mã 34 thì em sẽ còn size 2. Rồi tiếp theo cổ nữ hoàng, ai thích cổ nữ hoàng em có mã này sẽ là mã 40 nè. Cổ nữ hoàng em có mã này sẽ là mã 40. Rồi mã này sẽ là mã 67. Em có mã 67, mã này sẽ là mã 35. Em có mã 35. Ủa? Mã này sẽ là mã 74. Cổ nữ hoàng bông mới em có mã này sẽ là mã 74.
Mã này sẽ là mã 56 và mã cuối cùng sẽ là mã 35. Rồi đây là những mã cổ nữ hoàng bông mới nha em, 8-70k một cái. Quần thì em sẽ luôn có quần sẵn nha, bên em có quần 60k mấy chị yêu. Rồi ai thích cái này comment giúp em mã 35. Mã này sẽ là mã 56. Rồi em có mã này sẽ là mã 74. Mã 45. Mã này sẽ là mã 67. Mã 40. Mã này sẽ là mã 34. Mã 59. Mã này sẽ là mã 24. Mã này sẽ là mã 3 và mã này sẽ là mã 28. Rồi đây là những mã bông mới nha em mấy chị yêu. 70k một cái thôi, thun lưới bông mới nha, 70k một cái. Rồi mấy chị yêu muốn xem mẫu nào nữa không nè, ai muốn săn hàng sale vô lựa hàng sale với em. Em sale là 55k một áo, hai áo là 100k cho mấy chị yêu luôn. Giờ em cảm ơn chị Đỗ Thắm là có đồ bộ luôn, đồ bộ sale 90. Đồ bộ có chữ tâm, đồ lam, có ép đá cổ tròn, cổ nữ hoàng, cổ tim cho mấy chị yêu luôn. Ai muốn xem mẫu nào không em dơ cho xem nè. Ai lên bông mới, áo lẻ, áo trơn gì em sẽ lên cho mấy chị xem ơi. Nãy giờ quá nhiều bông rồi, hết biết bông nào rồi. Rồi có chị yêu nào muốn xem mẫu nào nữa không mấy chị yêu? Em chuẩn bị xuống like nè nha, có chị yêu nào muốn xem mẫu nào nữa không? Rồi không chị yêu nào xem mẫu nào nữa thì trên xin phép xuống like nha. Hẹn mấy chị yêu ngày mai, chủ nhật em không có like nha, nên là hẹn mấy chị thứ hai nha. Rồi chúc mấy chị yêu buổi trưa vui vẻ nè. Em xuống like nha, có ai muốn xem mẫu nào nữa không nè? Có ai muốn xem bông mới không? Em lên bông mới cho xem. Nãy giờ dơ rất là nhiều luôn mà mấy chị đâu hết trơn rồi. Rồi không chị yêu nào xem mẫu nào nữa thì trên xin phép xuống like nha mấy chị yêu ơi. Rồi hẹn mấy chị yêu, dạ chúc mấy chị yêu buổi trưa vui vẻ nha.